chương 61 Trung thành minh hữu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 61 Trung thành minh hữu Edana mang theo nàng Happy, ưng thân nữ yêu, trước hết nhất đuổi tới, về Elit cũng sau đó đánh tới. Cái này phiếu tiểu đệ trình diện, người xuyên Việt trong lòng đại định, rốt cục không còn là độc thân tác chiến. Ca giết chém vết trước người Senta, dương mắt nhìn lên, Tự hồ nữ yêu số lượng so sánh hắn lúc trời đi có chỗ gia tăng. Edana tại Stonella núi còn hấp dẫn khác Happy gia nhập. Mùi tử làm cho gọn gàng vào. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, bên tai truyền đến Toren tiếng kêu thảm. Hỏng bét là túc cơ. Về lít, nhanh trợ giúp cái kia Toren. Đã làm được loại tình trạng này người xuyên việt biết, nếu để cho trâu trâu như vậy quải điệu sẽ tổn thất hết rất nhiều danh vọng. Toren Tucker còn sống, mới đối ca giết càng có lợi hơn, hắn sẽ là trung cùng Toren hữu nghị tốt nhất bằng chứng. Edana, giết chết những cái kia vu sư. Trâu trâu tình huống rất là nguy cấp, xa nộ trôn cách hắn còn quá xa. Hà! Dưới tình thế cấp bách, trôn tù trưởng ném ra ở trong tay phong bạo chi Chu y, thành công kích choáng một cái. Vẫn chưa xong, triều tịch chú phù lại một lần kích phát. Vô dụng. Càng nhiều ta ông kén mà tới. Không. Mắt thấy ngã trên mặt đất Toren liền sẽ bị ta chém vết. Ca giết không quan tâm ném ra ở trong tay tiên si giả. Anh Dũng ném mạnh. Nguy hiểm thật. Dê Eulid trốt cục vọt tới túc cơ bên người. Mặc dù không hiểu mình tù trưởng vì cái gì coi trọng như vậy người xa lạ trước mắt. Trông móc ra một khối thủy tinh. Tại Angelou khôi phục thủy tinh tác dụng dưới. Toren chiến sĩ cuối cùng là bảo vệ tính mệnh. Dê Elit, làm được tốt. Nơi xa lại một cái vu sư niệm động lấy chú ngữ, cùng loạn ma lực tại trước người hắn ngưng tụ. Hỗn đảng. Vũ khí đã ném ra ngoài, ca giết một cái lắc mình vọt tới ta vu sư trước người, chặn đường. Đi chết. Nắm chặt song quyền, hướng phía vu sư lồng ngực hung hăng đập nện, trong tốc độ quá nhanh, ta căn bản không kịp tránh né chưa hoàn thành ma pháp im bạc mà dừng, quyền kích. Vẫn chưa xong, trong tù trưởng tiến lên ông lấy vu sư, đem hắn té ngã trên đất. Chiến sĩ, tới. Cứu ta. Xem ta vu sư bốn cái móng vừa đi vừa về không ngừng đấm đá, muốn tránh thoát. Pháp sư cùng chiến sĩ chơi cận thân, sẽ chỉ có một kết quả. Ngươi xong. Tại Senta chiến sĩ chạy đến cứu viện lúc, trong tù trưởng hai tay bóp chặt Senta cái cổ, dùng sức vặn một cái, đã làm rơi mất cái này vu sư. Cứu không kịp. Làm thịt ngươi. Cẩn thận. Tù trưởng. Hai tay trống trơn, ca giết vội vàng né tránh, lại bị phẫn nộ sen ta một mực truy sát, hiểm tượng hoàng sinh. Đón lấy, dùng ta vũ khí. Tô ren hô to, đem trong tay búa ném cho trung tù trưởng. Vũ khí nơi tay, trong lòng không hoảng hốt. Hà! quay người cùng sen ta liều mạng một cái, bố ngoài ý muốn thuận tay. Đi chết. Hừ. Lại đến. Sen ta chiến sĩ thực lực không tệ, chính là quá ngu. Hắn chỉ lo cùng trước mắt trong tù trưởng chém vết, không để ý đến đến từ sau lưng nguy hiểm. Cẩn thận. Nghe được sau lưng đồng bạn kêu to, chiến sĩ vội vàng trở lại nhìn lại, chỉ thấy bạo lực lòng rít lên lấy bổ nhào vào trên lưng của hắn. Sen ta bị con giả thú này đem móng vuốt chụp tiếng vào trong thịt, nắm chắc. Bạo lực Long Đại Trương lấy miệng bên trong, sắc bén kia răng nanh để cho người ta không rét mà run. A, à, lăn đi. Sen ta một cái nhảy lên, bốn phía nhảy tưng, muốn đem bạo lực Long bỏ rơi tới. Cơ hội. Cơ hội tốt như vậy, trong tù trưởng cũng sẽ không buông tha. Vùng lên búa liền hướng địch nhân chém tới, chỉ tự tiến công chí tử tiến công chém ra chân chính chí tử hiệu quả. Chỗ này trên chiến trường, Happy, ưng thân nữ yêu, trôn, bạo lực long cùng ta chém giết không ngừng, bọn hắn dần dần chiếm cứ thượng phong. Ô, ô ô ô ô, ô ô ô ô, kéo dài tiếng kèn truyền đến. Trôn cùng Happy, ưng thân nữ yêu, không biết thanh âm này hàm nghĩa, túc cơ lại biết được. Viện quân đến rồi. Toren kêu to, đây là chúng ta Toren tiếng kèn, là Ken tù trưởng bộ đội đến. Ha ha, dê eo những này tô ren viện quân đến. Sa nộ trôn nghe xong đều cảm giác trong lòng thư thái một hồi, toàn thân lại tuôn ra vô tận khí lực. Xong. Giết bọn hắn. Làm thịt những này sen ta. Edana, để ngươi người tiếp cận những cái kia vu sư, không muốn thả chạy một cái. Ca giết hướng về Happy, ưng thân nữ yêu, gào thét lớn, hắn đối những cái kia Senta vu sư căm thù đến tận xương tủy. Chỉ cần chiến đấu liền sẽ có thương vong, mà ca giết thuộc hạ thương vong rất nhiều đều đến từ những này vu sư. Nếu như khả năng, trong tù trưởng muốn đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Kyren Beludo, khả năng này là cường đại nhất Toren, hắn vừa xuất hiện trên chiến trường, liền cho tất cả Toren chiến sĩ mãnh liệt lòng tin, là lòng tin tất thắng. Đây chính là một cái lãnh tụ cường đại mị lực chỗ, Khen tù trưởng kích phát Toren lớn nhất chiến đấu nhiệt tình. Toren sĩ khí M.A.X. Có mới gia nhập viện quân, thắng lợi thiên bình bắt đầu hướng Toren nghiêng. Tại những này dũng mãnh cùng nhiệt, phấn đấu quên mình Toren chiến sĩ không ngừng trùng kích vào, Senta liên tục bại lui. Toren cùng Senta xung đột cừu hận từ xưa đến nay, hôm nay cái này nho nhỏ chiến đấu cũng chỉ là hai chủng tộc này ở giữa rất thường gặp chém giết thôi. Rút lui theo Senta thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, không chần chờ chút nào, những này Senta cấp tốc hất ra sau lưng Toren, nhanh chóng thối lui. So với Toren, Senta có càng cường đại hơn ưu thế tốc độ. Những này Senta muốn chạy. Kajit cũng phát hiện chiến đấu bên trong Senta triệt thoái phía sau, Edana. Muốn chạy, cũng muốn hỏi một chút những cái kia không trung bay lên Happy, ưng thân nữ yêu, Senta lại nhanh, cũng không nhanh bằng tốc độ của các nàng. Thật đáng tiếc, Happy, ưng thân nữ yêu, cũng không thể lưu lại quá nhiều địch nhân. Một lòng muốn chạy trốn Santa cũng không tốt truy. Vậy liền lưu lại mấy đầu cá lớn. Ca giết nhìn bốn phía, rất không may, thế giới này, Santa đỉnh đầu cũng sẽ không biểu hiện nào đó mổ là nào đó nào đó. Mèo, điểm binh điểm tướng. Liền ngươi. Edana, đuổi kịp tên kia, cái kia giống cái Santa vu sư. Rất đáng tiếc. Nếu như là nai eo những cái kia minh hữu, những cái kia nai con, khả năng ca giết còn không đành lòng ra tay. Ngươi cái diện mục giữ tận Senta, mẫu cũng giết. Happy, ưng thân nữ yêu, thành công cuốn lên cái kia vu sư, tại nữ yêu ông kén vây công dưới, Senta rất là chật vật. Wineser Nơi xa một cái Senta chiến sĩ nhìn thấy đồng bạn Lâm vào hiểm cảnh, kêu to quay người vọt tới. Wineser Ca giết hai mắt sáng lên cái này thật đúng là một con cá lớn. Như vậy ngươi là ai? Quê lúc. Xử lý nàng. Ca Diết đã từ trong chiến trường tìm về tiên si giả, tay mang theo sa nộ thần kiếm, trong tù trưởng cũng xông về lạc hậu sen ta. Nếu là cá lớn, liền không thể buông tha. Không. Ca Diết gia nhập chiến đấu, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, Wineser bị trực tiếp chém giết. Giết ngươi phẫn nộ Santa chiến sĩ cùng hống, hướng về trung tù trưởng vọt tới. Ha ha, không nên gấp, lập tức cũng tiễn ngươi lên đường. Ca giết trên mặt vừa mới vẫn là vẻ mặt nhẹ nhõm, trong nháy mắt liền thay đổi một cái khác vẻ mặt. Đáng chết. Tù trưởng. Ca giết tù trưởng. Santa đột nhiên tăng tốc, hắn công kích quá mức mau lẹ, căn bản không cho trung tù trưởng phản ứng chút nào thời gian, Santa chiến sĩ liền đã vọt tới trước người mượn mạnh mẽ lực đạo đem ca giết đánh bay. Quay lúc. Cấp tốc công kích. Ca giết tù trưởng. Edana cấp tốc bay đến không trung tiếp nhận ca giết, cảm thấy sau lưng truyền đến mềm mại cảm xúc, những này thân ưng muội tử dáng người thật sự là không thể nói. Cảm ơn ngươi, Edana. Tại Happy nữ vương trợ giúp dưới, trong tù trưởng điều chỉnh tốt thân hình. Rất tốt, quay lúc, ngươi kém chút liền xử lý ta. Người còn tại giữa không trung, ca giết cấp tốc hướng về Senta phóng đi. Không trung bản chặn đường. Quay lúc đang cùng Happy, ưng thân nữ yêu, dây dưa tại một khối, không thể chú ý tới sau lưng ca giết trạm kích. Chết đi. Nghe được trong tù trưởng gầm thét, Senta chỉ biết là muốn hỏng việc, cũng cảm giác được đầu đã bay ở giữa không trung. Hắn thấy được thân thể của mình, vậy không có đầu lâu thân thể ầm vang ngã xuống, ý thức cũng đi theo lâm vào hắc ám chiến đấu kết thúc, trong tù trưởng cũng không có nhìn thấy Kyren Beludo. Senta chỉ là rút lui, chủ lực vẫn còn ở đó. Toren còn cần thời khắc phòng bị bọn hắn lần nữa tập kích. Túc cơ mang đến Toren tù trưởng ân cần thăm hỏi. Ca giết biểu môi, giống như chỗ tốt gì cũng không có mò được. Cũng may thuộc hạ của mình cũng an toàn, tuy có chút thương vong, cũng có thể tiếp nhận. Mang theo thuộc hạ của mình, còn có đánh một lần xì dầu Gobin. Ca giết bọn hắn cuối cùng là về tới Rác Chết Thành. Sa nộ trung nên lên đường về Dung Pha Trắc. Goblin Zeppelin, địa tinh phi thuyền, đây là Goblin Engineering vĩ đại tác phẩm, đương nhiên ca giết cái này thủ phi thuyền còn rất là đơn sơ, chỉ ít có thể chở trung nhanh chóng trở lại sa mạc. Dây Elip bọn hắn đã tuần phục mấy cái oai vơn. số lượng có lẽ có hạn, nhưng đã có một cái tốt bắt đầu. Một cái khác tin tức tốt chính là Happy, ưng thân nữ yêu vẫn trung thành với trôn tù trưởng. Edana thậm chí trong chiến đấu cứu được ca giết. Nói thật ra, Edana, cho tới nay, ta cũng không mười phần tin tưởng các ngươi. Nhưng Happy trong chiến đấu anh dũng biểu hiện để cho người ta tán thưởng, các ngươi thắng được tín nhiệm của ta. Phi thuyền bông tàu bên trên, tất cả trôn cùng Happy đều nhìn trước mắt ca giết cùng Edana gặp mặt, bọn hắn biết, này lại là hai chủng tộc này tín nhiệm lẫn nhau, chính thức kết minh bắt đầu trong tù trưởng lấy ra theo whisky su trong tay thần kiếm nhẹ nhàng vung lên, đem hắn bàn tay vạch phá. Hôm nay, sa nộ chính thức cùng bộ tộc của ngươi kết làm minh hữu. Edana, nguyện này lại là sa nộ bộ tộc cùng tộc nhân của ngươi ở giữa chảy qua duy nhất máu tươi. Ta tất sẽ không cô phụ ngươi tộc đàn. Ca giết đem đổ máu bàn tay mở ra, cánh tay vương về trước. Vốn là muốn cùng minh hữu đến cái tiếp trưởng vì thề, thế nhưng là happy, ưng thân nữ yêu, không có cánh tay. Các nàng chỉ có cánh. Tràn diện một lần rất là trầm mặt, trông cùng happy, ưng thân nữ yêu, đều không nghĩ tới sẽ là lúng túng như vậy tình hình. Ngay tại ca giết ngượng ngùng muốn thu cánh tay về lúc, Edana ưỡng ngực dán lên trôn tù trưởng bàn tay. Happy, ưng thân nữ yêu, vĩnh viễn trung thành với ngài. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, còn có thể dạng này. Một giây qua đi, chấn thiên tiếng hoang hô vang lên. Thật to lớn. Ca giết liếc trộm Edana có lội có lõm tuyệt mỹ dáng người, đây là trong lòng của hắn duy nhất cảm xúc. Ta niệm một khi sinh ra, liền không còn cách nào dập tắt. Edana, đến phòng ta. Ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi thương nghị. Ca giết tù trưởng, ngài tìm ta có chuyện gì? Một chút chuyện tốt đẹp. Ngài. Ca giết tù trưởng. Tại Edana nữ vương nổi giận cùng trong lúc khiếp sợ, sa nộ tù trưởng tiến lên ông nạn vô hạn mỹ hảo thân thể, trong bàn tay đã leo lên nạn kia cao thẳng hai ngọn núi. Ngay tại ca giết muốn làm đến tiếng một bước lúc, liền nghe đến Gobin khàn cả giọng rít lên. Địch tập. Lại hắn meo tình huống như thế nào? Người xuyên Việt rất là khó chịu những cái kia tên luôn. Khi ghi săn bén nhọn tiếng gào vang lên lần nữa. Địch nhân. Là Hắc Long. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 62 Cự Long đầm lầy Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 62 Cự Long đầm lầy hắc Long. Ca giết bị giật mình kêu lên, hắn kiều diễm tâm tư cũng không có. Lăng thần chi tế, trong tù trưởng chỉ cảm thấy trong ngực không còn, Edana tránh thoát hắn vây quanh. Thân ưng nữ vương bộ ngực cực tốc phập phồng, ánh mắt phức tạp mà nhìn trước mắt xa nộ trôn. A, à, Edana. Ca giết vương tay cánh tay, nhẹ nhàng nâng lên nữ yêu cái cầm, trước buông tha ngươi. Hắc Long. Người xuyên Việt đương nhiên biết những này có thực lực cường đại sinh vật, Du Max liền có Hắc Long sao huyệt, là Hắc Long công chúa Onisia chỗ ở. Bất quá Onisia huyển hóa thành nhân loại nữ bá tước, nàng hẳn là còn ở Stowin làm mưa làm gió mới đúng. Hắc Long công chúa không tại, mấy đầu nho nhỏ Hắc Long có thể tính không lên cái uy hiếp gì. Khi ghi sang tiếng rít thê lương còn tại bên tai, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Trong tù trưởng đi ra phi thuyền buồn nhỏ trên tàu, đi vào bông tàu bên trên. Ca giết trừng lớn hai mắt, hắn nhìn thấy chính là một đầu lớn hắc lông. Đây chính là Ibositat. Trừ cái đó ra, còn có một số sồ lông về Elit để oai vơn lên không. Trông ứng thanh mà đi. Nghe được sau lưng vang động, sa nộ tù trưởng quay đầu lại, là Edana, nạn đi theo ra. Edana, để ngươi thủ hạ nghênh kích những cái kia hắc lông. Mình nhiều chú ý. Vâng. Thân ưng nữ vương có chút không dám nhìn trông tù trưởng, ánh mắt trốn tránh rời đi, triệu hoán thuộc hạ của mình đi. À, sớm tối sẽ không bỏ qua ngươi. Dứt bỏ Happy, ưng thân nữ yêu, cánh cùng móng vuốt, các nàng đều rất mê người, dáng người càng là tốt rối tinh rối mù. Sô Long cũng không thể cho trôn oai vơn kỵ binh tạo thành nhiều ít uy hiếp, Happy, ưng thân nữ yêu, cũng đầy đủ ứng đối. Duy nhất phiền phức chính là đầu kia Hắc Long, ai bô si táp khó đối phó. Phi thuyền lơ lửng giữa không trung, không dám quá phận tới gần. Ca giết chỉ có thể mắt thấy không trung kia kịch liệt đánh nhau, hắn hoàn toàn không xen tay vào được dê eo Trong tù trưởng cao giọng hô hoán hắn trong thuộc hạ, người xuyên Việt muốn làm một chút gì? Tù trưởng. Người oai vơn có thể dẫn người sao? Ca giết tự hồ có một ít ý nghĩ. Có thể, tù trưởng, chỉ là như vậy chiến đấu kịch liệt, ta oai vơn cũng không thể chiếu cố tốt nhiều người hơn nữa. Sẽ xảy ra chuyện. Có thể dẫn người liền tốt. Về Elit, mang ta đi hắc lòng trên không. Tù trưởng trông quá sợ hãi, ngài muốn làm gì? Ha ha, mang ta đi liền tốt. Ca Diết từng có một lần không trung rơi xuống thể nghiệm, đối với cái này cũng không e ngại. Người xuyên Việt biết, vì xử lý Đích Thiên, Alian cùng hót liền phái ra mình tinh binh cường tướng hàng không đến hắc long trên lưng. Hắn hoàn toàn có thể tham khảo. Khi ghi xăng, để phi thuyền rời xa nơi này. Phân phó xong, ca Diết thả người nhảy lên oai vơn. Về Elite, đi đầu kia hắc long trên không. Tù trưởng, ngài xác định làm như vậy. Phi thường xác định. Đây là ca giết đúng nghĩa lần thứ nhất phi hành, oai vơn tốc độ rất nhanh. Ta cũng phải có dạng này không trung tọa kỵ. Ai bô si là đu sa bên trong một đầu hắc long, hắn là Onisia thủ hạ. Bị Happy, ưng thân nữ yêu, cùng trôn không quân cuốn lấy, hắc long cũng không thể chú ý tới trên đỉnh đầu ca giết tiếp cận ngay tại lúc này. Tù trưởng, ngài nhưng ngàn vạn coi chừng. Ha ha, không có việc gì. Ca giết từ trên thân oai vơn nhảy xuống, hướng về hắc long rơi xuống. Ha. Tiếp cận lúc, trong tù trưởng đem tiên si giả hướng phía ai bô si táp hung hăng chém tới. Đi chết đi. Nhỏ hắc long. Thê lương bi thảm vang lên, ai bô si táp một cái cánh bị chặt tổn thương, hắn bất lực lại bảo trì phi hành tư thế, không ngừng cuồn cuộn lấy hướng mặt đất rơi xuống. Tù trưởng Ca giết tù trưởng Happy, ưng thân nữ yêu, cùng trông đầu tiên là bị biến cố bất thình lình này giật mình kêu lên, tiếp theo là quá sợ hãi. Bọn hắn thấy rõ trước mắt ca giết, sa nộ tù trưởng cũng hướng mặt đất rơi xuống. Trước khi rơi xuống đất, ca giết dùng sức nhảy lên, hạ xuống quỷ tích cải biến, hắn vững vàng rơi trên mặt đất. Anh Dũng bay vọt. Trông không có việc gì bành, hắc long thân thể cao lớn rơi xuống, phát ra điếc tai tiếng vang, mang theo to lớn bụi mù. Ngao ha ha, nhỏ hắc long còn chưa có chết. Ca giết nắm chặt tiên si giả, cảnh giác tới gần. Tù trưởng. Ha ha, ta không sao. Cẩn thận, hắc long hẳn là còn sống. Xuyên qua nồng đậm bụi mù, trông cảm thấy đập vào mặt nóng rực ánh lửa, lửa. Cẩn thận. Cấp tốc hướng một bên bổ nhào, ca giết hiểm hiểm né tránh hắc long phun ra hỏa diễm. Hắn còn sống. Cẩn thận. Ai bô si táp chưa từng như này chật vật qua. Hắc long một cái cánh bị chặt tổn thương, từ trên cao rơi xuống lại cho hắn lần thứ hai tổn thương. Hắc long gầm thét hướng ca giết vọt tới, hắn muốn xử lý cái này đánh lén hắn trôn. Hừ, xử lý hắn. Trôn tù trưởng vung tay lên, happy, ưng thân nữ yêu, ông kén đến hắc long bên cạnh ngao tai bô si táp gầm thét, to lớn móng vuốt hướng những này nho nhỏ happy vỗ tới. Mơ tưởng Ca giết ném ra phong bạo chi chủ y kích choáng hắc lông, đem hắn công kích đánh gãy. Giác, cơ hội tốt. Happy, ưng thân nữ yêu, bổ nhào vào hắc lông trên thân, các nàng bén nhọn lợi trảo cho ai bô si táp mang đến từng đạo thật sâu vết thương. Cẩn thận. Mắt thấy hắc lông sắp thanh tỉnh, trung tù trưởng lần nữa làm ra ứng đối, triều tịch chú phù hoàng Mỹ dính liền bên trên. Hà! Một cái chặn đường, ca giết vọt tới hắc long bên cạnh, trong tay thần kiếm hướng phía hắn một cái khác cánh chém tới. Ngao kịch liệt đau nhức để hắc long triệt để tỉnh táo lại, lâm vào chọc giận hắn trực tiếp duỗi ra móng vuốt chụp về phía ca giết. Tù trưởng! Anh Dũng bay vọt, trôn cấp tốc nhảy đến nơi xa. Hắn không bay lên được. Xử lý hắn. Rốt cuộc chịu không được happy, ưng thân nữ yêu, kia không ngừng bay nhào, hắc long trên thân biến vết thương chồng chất, hắn rốt cuộc sợ hãi. Trở lại gào thét, muốn ngăn chặn Happy, ưng thân nữ yêu, tấn công, ai bô si táp dãy dụ lấy chạy về phía xa. Nơi xa chính là Onisia sao huyệt, hắc long lựa chọn đào tẩu. Ngăn lại hắn. Đừng để hắn chạy trốn. Ca giết cao gào thét, chỉ huy Happy, ưng thân nữ yêu, cùng trôn thuộc hạ chặn đường chạy trốn Hắc Long ngăn lại hắn. Long tộc là rất cường đại, phàm là nhân chủng trong tộc dũng sĩ đều có một viên độ long trái tim. Long tộc xương cốt, huyết nhục, lân phiến đều là tất cả phàm nhân chủng tộc khát vọng thu hoạch trân quý sự vật, trong tù trưởng càng thêm không có khả năng buông tha dạng này hoàn mỹ con mồi. Nặng nề thương thế để hắc long tiến lên tốc độ rất chậm, ca giết đã đuổi theo tới. Ha ha, nhỏ hắc long, ngươi xong. Một cái cú sốc, Sa nộ tù trưởng đi tới ai bô si táp bên cạnh, cấp tốc hiện lên hắc long móng vuốt đánh ra, ca giết đem tiên si giả hung hăng chém vào hắc long trong thân thể. Ngao thê lương bi thảm vang lên. Đi chết đi. Hai tay cầm chặt sa nộ thần kiếm, toàn thân ma lực bỗng nhiên rót vào, kích thích lên tiên si giả kia mãnh liệt bóng đen nguyên tố. Bành mãnh liệt ma lực bộc phát ra, đem hắc long thân thể nổ ra một cái cự đại miệng vết thương, hắn triệt để không cứu nổi. Su sét chi nộ. Ai bô táp rốt cục ngã xuống, lúc sắp chết hắn phát ra thê lương kêu rên. Happy, ưng thân nữ yêu, cùng sa nộ trôn đều súng lại tới, bọn hắn là người thắng, hiện tại là hưởng thụ cái này thành quả thắng lợi thời khắc. Ha 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 ca giết cất tiếng cười to, hắc long toàn thân đều là bảo vật. Mặc dù ai bô táp cũng không phải là cự long, hắn chỉ có thể coi là còn nhỏ hắc long, nhưng lần này cũng là thật to bội thu. Về Elit, đem đầu này hắc lông chỉnh đốn xuống. Đúng, đừng quên những cái kia sồ lông. Bọn chúng cũng sẽ là bạo lực lông cùng oai vơn bữa ăn ngon. Một trận bận rộn, trôn đã đem chiến trường quét dọn xong. Du Max cũng có rất nhiều cây cối, phi thuyền muốn hạ xuống rất là cần công phu. Khi khống chế Gobin Zeppelin, địa tinh phi thuyền, chậm rãi tìm kiếm thích hợp đất trống. Buồn bực ngán ngẩm lúc, ca giết trái phải nhìn quanh, quan sát tỉ mỉ lấy tuần này bị hoàn cảnh. Nơi này chính là cự long đầm lầy, hắc long công chúa sào huyệt ngay tại không xa. Rất tốt. Phạm nhân, các ngươi chơi không tệ. Một cái băng lãnh không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm vang lên, lại có thể giết ai bô si tát. mặc dù hắn cũng chỉ là một đầu nho nhỏ còn nhỏ hắc long, nhưng không thể không nói, các ngươi những phạm nhân này còn có chút thực lực. Ca giết toàn thân lông tơ đứng thẳng, hắn chỉ cảm thấy kia làm cho người hít thở không thông tim đập nhanh. Chậm rãi xoay người, tuy nói là lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân, không, là chân lông, người xuyên Việt cũng không là lẫm trước mắt quái vật khổng lồ. Onisia Không Không Không, không. Nàng làm sao lại tại Dusalo Cự lông Happy, ưng thân nữ yêu, cùng sa nộ trôn cũng phát hiện chậm rãi tới gần cự lông. Onisia cái kia khổng lồ thân thể tràn ngập lấy vô tận lực lượng, thật sâu chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây. Trên mặt đất, Iboshi táp cùng màu đen sồ lông thi thể bày ra tại một khối. Rất nhiều đều chỉ là qua loa xử lý một cái. Rất tốt. Không chỉ là ai các ngươi còn giết chết ta nhiều như vậy ấu lông. Phạm nhân, các ngươi đều đáng chết. Màu đen cự lông phát ra to lớn gầm rú, các ngươi phải hiểu tình cảnh của mình, Phạm nhân. Mau trốn. Không cần ca giết gọi, Happy, ưng thân nữ yêu, cùng trôn cũng đều biết trước mắt cự long là bọn hắn không cách nào đối địch. Ai bô si táp cùng trước mặt hắc long so ra, chỉ là tiểu hài cùng cự nhân chênh lệch. Muốn chạy trốn. onicia phát hiện xa xa Gobin Zeppelin, địa tinh phi thuyền, như thế lớn một mục tiêu là như thế bắt mắt. Cho ta hủy diệt đi. Nàng hít sâu một hơi, dựng dụng ra mãnh liệt hỏa nguyên tố ma pháp, hỏa diễm phun ra. Không. Trên phi thuyền có Basila, trong sa mang liên quan đến sa nộ tù trưởng giả tâm, ta thê tha, nạn là ca giết nữ nhân, người xuyên Việt từng trả lời lát nữa thủ hộ nạn. Dừng tay cho ta. Ca giết biết mình không thể nào là hắc long công chúa đối thủ, nhưng hắn không thể chú ý nhiều như vậy. Có đôi khi, ngươi cần nghĩa vô phản cố đầu nhập. Hà! Trông kích hoạt lên biến thân, thiên thần hạ phàm trạng thái dưới, hắn bỗng nhiên lao xuống Onisia, đem hắc long mùi tử đầu lâu vọt tới một bên khác. Bành hắc long phun ra ra hỏa cầu khổng lồ trên mặt đất mãnh liệt nổ tung, bụi mù tán đi, mặt đất chỉ để lại một cái hố cực lớn. Quy lực mạnh mẽ như vậy. Đi mau. Tù trưởng. Ca giết tù trưởng. Đi. Chúng ta không phải là đối thủ của nàng. Động tác không ngừng, Ca giết lại hướng Hắc Long công chúa công tới, hắn muốn cho những này thủ hạ tranh thủ thời gian đào tẩu, phi thuyền tốc độ sẽ không nhanh hơn Hắc Long. Người xuyên việt biết, mình lần này có thể muốn xong. Ta thề tha, ta nhận lời qua, sẽ bảo hộ ngươi. Trong tù trưởng không thể lùi bước, hắn muốn liều mệnh. Offline mừng sinh nhật tàn thư viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 63 sinh tử một tuyến. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 63 Sinh tử một tuyến, Hắc Long công chúa, người xuyên Việt trong lòng đã lật lên thao thiên cự lãng, Onisia làm sao lại tại Dusalomas? Hắc Long công chúa Onisia là thủ hộ cự Long Nentairino nữ nhi. Hắc Long vương Nentairino từng là đại địa thủ hộ giả, trước kia hắn cơ trí, bình tĩnh, tỉnh táo, cần cù chăm chỉ địa bảo vệ lấy thế giới này thượng cổ chi thời gian chiến tranh, nên Thayrino nhận tà ác cổ thần N mê hoặc, hắn rời bỏ mình thủ hộ thế giới chức trách. Tại Cự Long cùng Tinh Linh liên quân đối kháng bên Nin Legion lúc, chính là bởi vì Hắc Long Vương phản bội, Cự Long quân đoàn nhận lấy trọng thương, đến nay cũng chưa hồi phục toàn bộ thực lực. Nên Thayrino từ bỏ quá khứ danh tự, hắn không còn là đại địa thủ hộ giả, Hắc Long Vương có mới xưng hào, Đích Ngươi vậy mà vọng tưởng đối kháng Đích Thinh nữ nhi ca giết công kích bị hắc long công chúa tùy tiện hóa giải trong giọng nói của nàng tràn đầy khinh miệt đùa cợt ngươi phải hiểu được tình cảnh của mình phàm nhân hắc long giơ cao nàng kia to lớn móng vuốt hướng về xa nộ tù trưởng hung hăng vỗ tới không dám ngạnh kháng trông đành phải nhanh chóng né tránh Onisia cái kia khổng lồ trong thân thể ẩn chứa lực lượng cường đại, đây không phải trong tù trưởng chỉ là phạm nhân có thể ngăn cản. Hắc Long công chúa trảo kích không ngừng, ca giết chỉ có thể là đau khổ tránh né. Hiểm tượng hoàng sinh. Tù trưởng. Nhìn thấy sa nộ tù trưởng nguy cơ không ngừng, happy, ưng thân nữ yêu, cùng trôn lần nữa trở về. Hỗn đảng. Mau cút. Không. Ta không đi. Dê eo gào thét lớn, bỏ xuống một mình ngươi đào tẩu, ta không cách nào hướng phơ đang bọn hắn bàn giao. Ngu xuẩn. Ta bảo ngươi mau trốn, a à, các ngươi thâm hậu tình nghĩa thật làm cho người cảm động đều lưu lại cho ta đi hắc long công chúa móng vuốt lại một lần quét ngang tới thuận phách trảm dê ëllis khống chế oai nhanh chóng lên không lại không nghĩ onicia cánh bỗng nhiên vỗ hướng hắn long giựt tiến công oai không tránh kịp chỉ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn bị hắc long đập bay trên mặt đất dê ëllis ca giết không thể lại rút lui không phải hắn trôn thuộc hạ liền bị kia to lớn long trảo chính diện đánh trúng, về eo sẽ không may mắn thoát khỏi. Tới thì tới, ai sợ ai a? À? Trong tù trưởng cao gào thét đón lấy hắc long, trong tay tiên si giả hướng phía Onisia hung hăng chém tới. Thần kiếm su sét cùng long trảo mãnh liệt va vào nhau. Hỏng bét. Hắc Long công chúa thực lực quá mạnh, trôn trảm kích bị trực tiếp đánh tan. Hư. Vũ khí không tệ. Onisia móng vuốt cũng nhận tổn thương, nhưng thực lực của ngươi quá yếu. Long trảo thế đi không giảm, đánh trúng vào ca giết, đem hắn đánh bay. Ca giết tù trưởng. Happy, ưng thân nữ yêu, cũng điên cuồng tuôn hướng cự long, mấy cái nữ yêu cho là có cơ nhưng thừa, đi tới hắc long phần đuôi. Hừ. Muốn đánh lén. Onisia vung vẩy cái đuôi, hung hăng quất vào nữ yêu trên thân. Đáng thương Happy, ưng thân nữ yêu, trực tiếp bị quất bay, lăn xuống trên mặt đất không có sinh tức. Thần Long Bãi Vĩ Cố gắng của các nàng không có uổng phí, chỉ ít vì sa nộ tù trưởng tranh thủ đến thời gian. Tại Onisia lại một lần đưa ánh mắt về phía ca giết lúc, trong tù trưởng đã nhanh nhanh xoay người, né tránh đến một bên. Chỉ biết là trốn đi trốn tới chuột. Phạm nhân, các ngươi chọc giận ta. Nếm thử cái này. Hắc Long công chúa ngừng trảo kích, hít vào một hơi thật dài, nóng nảy hỏa nguyên tố tại cự long miệng bên trong ngưng tụ, nàng chính nổi lên một lần mãnh liệt thổ tức. Hít sâu. Ca giết bị mình phỏng đoán hù dọa. Mau tránh ra. Tránh ra. Trong tù trưởng điên cuồng kêu gọi, đi vào dê eo lít bên cạnh, đem hắn nâng lên, cực nhanh lui về sau đi. Đạt được cảnh báo, Happy, ưng thân nữ yêu, cùng oai vơn kỵ sĩ đều là nhanh chóng lên không, bọn hắn nghe được ca giết trong lời nói kinh hoàng. Hà! Onisia đột nhiên mở ra miệng lớn, mãnh liệt long diễm phun ra ngoài. Hít sâu. Tù trưởng. Ca giết chạy lại nhanh, cũng vẫn là không thể nhanh hơn Hắc long thổ tức. Cảm nhận được sau lưng đánh tới nóng trực khí lãng, không có chút gì do dự, sa nộ tù trưởng đem trên vai trôn vứt ra ngoài. Tiếp được. Cũng mặc kệ dê eo có thể hay không bị ngã thương, ca giết trở lại cực tốc đem tiên si giả kia rộng lượng thân kiếm đứng lặng trước người, tận khả năng chống cự hắc long công chúa long diễm. A, a, a. Chỉ là giữ vững được một hồi, ca giết liền bị kia mãnh liệt thổ tức đốt bị thương, kích hoạt sau khi biến thân, thiên thần hạ phàm kim loại trạng thái cũng không thể để trôn kháng trụ kia to lớn đau đớn. Hắn thậm chí cảm giác biến thành kim loại thân thể tự hồ sắp hòa tan. Tù trưởng. Còn tốt, happy, ưng thân nữ yêu, cùng oai vơn kỵ sĩ đều lên không né tránh Onisia cường đại sát chiêu. Dê Elit cũng bị vững vàng tiếp được, chỉ là trôn oai vơn bị nóng rực long diễm trực tiếp thiêu thành cho tàn. Ha ha, à, không được qua đây. Ca giết nằm xuống đất, hắn sau khi biến thân vốn nên là màu bạc trắng kim loại da thịt bị thiêu đốt, biến đỏ bừng. Trong tù trưởng cảm giác phổi đã bị lông tức bỏng, hắn thở ra không khí đều biến nóng rực, mỗi một lần hô hấp đều là một loại thống khổ thể nghiệm. Còn tốt sa nộ thần kiếm tiên si giả chống lại một bộ phận long diễm, người xuyên Việt còn sống. Bởi vì Onisia thổ tức, trong tù trưởng quanh người đều đã biến thành nóng hổi dung nham khu vực. Hít sâu uy lực kinh khủng như vậy. Không cần quản ta. Mau trốn. Thắng bại là chuyện thường binh gia, đáng tiếc ta không tiếp tục tới một lần cơ hội. Ta thề tha, ta có thể muốn dê dê, sắp đối mặt tử vong vận mệnh, ca giết biểu hiện dị thường bình tĩnh không còn có đối hắc long sợ hãi. Người xuyên Việt biết, mình lần này đã chú định thất bại kết cục. Chỉ là không yên lòng xa nộ tương lai. Về Eulit, đi mau. Ha ha, ha ha. Thật là khiến người ta cảm động. Hắc Long công chúa đi hướng đến đây, nàng thân thể cao lớn chậm rãi tới gần, lộ ra như thế ung dung không vội. Ngươi xong, phàm nhân. Đây chính là ngươi trêu chọc Hắc Long công chúa hạ tràng dê eo mau trốn. Nói cho các hành giả xua, hắn chính là Dung Pha Rắc mới tù trưởng. Dê eo là ca giết thủ tịch phó quan, nhưng trôn vẫn như cũ là lựa chọn xua. Người xuyên Việt biết các hành giả xua về sau a pha là kỳ bộ tộc tù trưởng. Không. Đi mau. Ha 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 ha, xác thực làm cho người cảm động, ta sắp khóc. Phạm nhân, ngươi thừa nhận mình thất bại đây là tại bàn giao hậu sự sao? Ngươi thắng, Hắc Long. Bất quá ngươi cũng sẽ có bại vong một ngày. Một ngày này sẽ không quá lâu. Ca Diết đã thất bại, nhưng người xuyên Việt biết trước mắt Hắc Long công chúa âm mưu ngụy trang, Onisia cũng chú định sẽ thất bại. Hừ, nhỏ bé vô tri phạm nhân, ta sẽ thất bại. Ngươi căn bản không biết ta bản thân đại biểu cho chân chính lực lượng. Ai, muốn nói với ngươi những này thì có ích lợi gì? đi chết đi. Ta lại không biết, làm người xuyên Việt, xa nộ tù trưởng biết trên thế giới này tất cả trọng đại bí mật. Hắc Long công chúa kia to lớn móng vuốt hướng về ca giết đánh tới, mắt thấy người xuyên Việt liền muốn mất đi. Chờ một chút. Ha 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 ha, ha 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 ha. Onisia công kích dừng lại, nàng không ngừng cuồng tiếu, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không sợ hãi cái chết, xem ra ta xem trọng ngươi. Là phải hướng ta cầu xin tha thứ. Không, phàm nhân, quá muộn, ngươi chỉ có tử vong cái này một loại vận mệnh. Không, ta sẽ không cầu xin tha thứ, chỉ là còn có chút sự tình cần bàn giao. Xin cho phép ta sau cùng điên cuồng. Onisia, ta muốn kéo ngươi cùng một chỗ. Ca giết đã không thèm đến xỉa, dù sao mình sẽ chết, vậy liền kéo lên một cái là một cái. Edana. Về Elit. Trong tù trưởng gào thét lớn. Hắc Long công chúa buồn cười nhìn xem đây hết thảy cũng không ngăn cản những này nhỏ bé phạm nhân vùng vẫy dậy chết chỉ làm cho nàng càng nhiều niềm vui thú đem nơi này phát sinh sự tình tuyên dương ra ngoài a à, đây là muốn để cho người ta hướng ta trả thù ta muốn rời khỏi sao huyệt rất xa mới có thể tìm được đồ ăn có thế có đồ ăn tự động tới cửa vậy thật đúng là không tệ nói cho tất cả mọi người đầu này Hắc Long Onisia là đích thiên nữ nhi ừ. Hắc Long công chúa tại ca giết hô lên câu nói đầu tiên lúc, cũng cảm giác được không ổn, muốn ngăn cản trôn lại không còn kịp rồi. Người xuyên việt dùng hết mình sau cùng khí lực cao giọng gầm rú, nàng chính là Stowin Crestor. Nghe được cuối cùng, Hắc Long vốn là con mắt thật to lần nữa chật trợn, con mắt của nàng cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt. Nàng ngụy trang thân phận, cái này phạm nhân làm sao lại biết. Người đáng chết. Bị trôn tù trưởng nói ra đáy lòng bí mật, hắc long công chúa giận dữ không thôi. Giết ngươi. Ha ha, vậy ta sẽ chờ lấy ngươi, ngươi cuối cùng cũng sẽ thất bại. Ha 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 ha. Onisia nén giận một kích, đem trông cao cao đánh bay. À, mau trốn. Nghe được trông tù trưởng kêu đau, Happy, ưng thân nữ yêu, cùng trông giải tán lập tức. Không. Bỏ xuống bị thương nặng trông tù trưởng, hắc long bỗng nhiên một cái cánh đằng không mà lên, hướng về Happy, ưng thân nữ yêu, cùng oai vơn đuổi theo. onicia không biết trông là như thế nào biết được nàng tại Stowin ngụy trang, nhưng là nàng không thể để cho tin tức này truyền đi. Một khi sự tình bại lộ, nàng trước kia làm tất cả mưu đồ đều sẽ hóa thành hư không. Hắc Long công chúa sẽ không muốn bại vong kết cục. Nên phụ thân của nàng, kinh khủng Đích Thiên cũng sẽ không tiếp nhận nàng thất bại. Cũng đừng nghĩ trốn cự long tốc độ rất nhanh, không có bất kỳ cái gì hoa văn kỹ xảo, nàng nhạo tới, đem những cái kia không tránh kịp đáng thương Happy, ưng thân nữ yêu, cùng trông nhau nhau xé nát. Không. Vô dụng. Happy, ưng thân nữ yêu, cùng sa nộ trông tứ tán chạy trốn, nàng căn bản là không thể chú ý đến tất cả mọi người. Người đáng chết. Không thể truy sát rơi tất cả kẻ chạy trốn, nổi giận Onisia trở về ca giết bên người nàng móng vuốt không ngừng chào hỏi hướng trong tù trưởng, phát tiết nàng cuồng nộ. Làm thịt ngươi. Ha 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 ha, thân thể bị tàn phá không thành hình người, nhưng ca giết một mực tại cuồng tiếu, Onisia, ha 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 ha, ha. Katrana. Presto. Ha 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 ha. À. Lại tiếp nhận một đòn nặng nề, trong phun ra một búng máu. Kim loại hình thái hạ cũng bị hắc long trọng thương, có thể thấy được Onisia là đến cỡ nào phẫn nộ ca giết không thể kiên trì được nữa thiên thần hạ phàm trạng thái bị cự long ngành sinh sinh đập tan trông tụ trưởng biến trở về lúc đầu huyết nhục chi khu thần trí của hắn đã nhanh muốn tan rã chỉ cần lại một kích người xuyên việt liền sẽ thật dê ameover tình thế nguy cấp offline mừng sinh nhật tàn thư viện bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 64 Bảo hổ lột da Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 64 Bảo hổ lột da sa nộ tù trưởng mạng sống như treo trên sợi tóc, chỉ cần cuối cùng này một kích, người xuyên việc đường đi liền đi tới điểm cuối cùng. Đợi rất lâu, hắc long trảo kích cũng không có dáng lâm. Tình huống như thế nào? Tốt, tiểu trôn. Onisia thanh âm tận khả năng ôn nhu, nhưng ca giết có thể cảm nhận được nàng không đè nén được lửa giận. Ta sẽ không giết ngươi, bảo ngươi thuộc hạ đều trở về đi. Ngươi nên được đến trị liệu. Ha ha, à, đem bọn hắn gọi trở về, chờ lấy ngươi tàn sát. Trong tù trưởng trạng thái rất tệ, hắn chỉ có sau cùng yếu ớt khí tức. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng một đầu giảo hoặc hắc lông. Ta có ngu như vậy sao? Presto nữ bá tước, Ngươi rất để ý kia thủ phi thuyền, Onisia ngữ khí băng lãnh mà vô tình. Nếu như ta toàn lực tiến đến, phía trên kia người đều phải chết. Ca giết lắc đầu, không để ý tới hắc Long công chúa uy hiếp. Ta là rất để ý bộ hạ của ta, trên phi thuyền cũng xác thực có ta quan tâm người. Người xuyên việc ánh mắt rất là đau thương. Phải chết. Ta thề tha, cảm tạ ngươi đem đến cho ta thời gian tốt đẹp. Thật xin lỗi, không thể lại giúp ngươi hừ, hát Long, tử vong có lẽ sẽ chỉ là ta một cái khác đoạn đường đi bắt đầu. Chính mình cũng sắp phải chết, coi như không để ý tới nhiều như vậy. Sau khi ta chết, đâu thèm hắn hồng thủy ngập trời. Vậy nếu là ngươi sẽ không chết đâu? Ca giết con mắt đột nhiên trận to, sự tình tự hồ có chuyển cơ. Trong tù trưởng không thể tin nhìn về phía hắc long công chúa. Ta sẽ bỏ qua ngươi, nhưng ngươi muốn bảo đảm sẽ không đem bí mật của ta để lộ ra đi. A, à, người xuyên việt hai mắt sáng lên, hắn tự hồ thấy được sống sót khả năng, xác thực, ngươi một mực tại bạo phong vương nước gây sóng gió, nếu như bí mật của ngươi bị vạch trần ra ngoài, nên Thayrino muốn phá vỡ vương quốc loại người mưu đồ liền sẽ biến thành nói suông. Trong mặt tái nhật bên trên dần dần hiện ra tiếu dung, hắc long công chúa lại tại toàn lực kiềm chế lửa giận của mình. Hiện tại tình hình đảo ngược, trong tù trưởng biến thành cái kia tâm tình vui vẻ một phương. Ha 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 ha, Onisia, nếu như âm mưu của ngươi bại lộ, ngươi muốn như thế nào ứng đối phụ thân ngươi lửa giận. Đích thiên cùng nộ, ta nghĩ ngươi sẽ không muốn đối mặt. Ha 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 ha. Rất tốt, trôn, ngươi có thể sống. Chiến đấu bên trong, ngươi từng nâng lên dung pha rắc, các ngươi chính là chỗ đó trôn a. À. nếu như ta biết ngươi đem bí mật của ta lộ ra, ta thề, nơi đó sẽ hóa thành phế tích, nơi đó sẽ là một cái biển lửa. Hắc Long chậm rãi lui ra phía sau, để lại cho trung tù trưởng suy nghĩ không gian chết tử tế không bằng lại còn sống có thể sống sót người xuyên việt cũng sẽ không muốn ông tử vong azeroth tráng lệ đường đi vừa mới bắt đầu dãy dù lấy đứng lên nơi xa còn có ngắm nhìn happy ưng thân nữ yêu trong đó có edana ca giết tù trưởng <laughs> Hell, <is their> <commerdelete> but, ha ha edana ngươi không có việc gì thân ưng nữ vương nhanh chóng bay đến những cái kia happy ưng thân nữ yêu, cùng trôn cũng muốn tiếp cận. Ngừng. Trôn tù trưởng gào thét lớn, hắn thử lấy răng, gầm rú tựa hồ khẽ động vết thương trên người. Ca giết ngăn trở trôn cùng Happy, ưng thân nữ yêu, tới gần, hắc long công chúa còn tại bên cạnh. Trôn tù trưởng giống như lại cảm nhận được Onisia thật sâu hấp khí thanh. Không được qua đây. Quay đầu lại, hắc long công chúa đúng là nổi lên lại một lần thổ tức. Hừ giảo hoạt mẫu lông. Ha ha, Onisia, ngươi đang làm cái gì? Ngươi nhất định phải xé bỏ chúng ta vừa mới ước định. Thấy rõ ràng, bộ hạ của ta cũng không phải tất cả đều ở chỗ này. A. À. Hắc lông mở ra miệng lớn, hít sâu. Ha. Mạnh mẽ lông diễm lần nữa từ Onisia miệng bên trong phun ra ngoài, chỉ là đầu của nàng chuyển hướng một bên khác. Bởi vì hắc lông thổ tức, trên mặt đất xuất hiện lần nữa một mảnh nóng rực dung nham khu vực. Có trôn tù trưởng nhắc nhở, Happy, ưng thân nữ yêu, cùng trôn từng tại cái này mảnh liệt long diễm hạ trốn qua một kiếp. Hiện tại lại một lần cảm thụ, hít sâu uy năng vẫn là làm cho tất cả mọi người kinh hãi. a à, Hắc Long công chúa cùng nộ lấy cao giọng gào thét, cự long gầm thét chấn nhiếp ở đây tất cả sinh vật. Rất tốt, phi thường tốt. Trôn, ngươi rất không tệ cho ta mau cút. Nếu như ngươi tiết lộ bí mật của ta, ta thề, ngươi sẽ cảm nhận được cự long chân chính điên cuồng. Ha ha, đương nhiên, có thể còn sống sót đều đã là vạn phần may mắn, ta cũng sẽ không làm ra việc ngốc. Cút. Nhìn thấy sa nộ tù trưởng tại trung thuộc hạ trợ giúp hạ dần dần đi xa. Hắc Long công chúa điên cuồng gào thét, nàng thổ tức không ở từ miệng bên trong dân trào, thỏa thích chà đạp quanh người đại địa. Onisia, Hắc Long quân đoàn công chúa, nàng chưa từng như này bị khuất. Tu trưởng. Ca giết tu trưởng. Ha ha, không có chuyện gì. Edana, để ngươi tộc nhân phân tán ra, chúng ta không thể gửi hy vọng ở Hắc Long, đầu kia dảo hoặc mẫu long cũng sẽ không có bất kỳ thành tính có thể nói. Vâng. Nhìn thấy Happy, ưng thân nữ yêu tứ tán mở, xa nộ tu trưởng triệt để thở dài một hơi chỉ cần Onisia không thể một lần toàn bộ giết chết bọn hắn tất cả mọi người, sợ hãi đáy lòng bí mật bị vạch trần, nàng liền sẽ có chỗ cố kỵ, này lại bảo toàn ca giết một đoàn người. Tù trưởng Là dê cái này trôn chiến sĩ tình huống rất tệ. Hắc, ta thế nhưng là vú em. Ca giết vung tay lên, trống rỗng xuất hiện lục sắc sinh mệnh năng lượng vần quanh ở bị thương nặng trôn, không ngừng chữa trị hắn tổn thương. Nhờ vào nguyệt thần Elun nhận lời, trôn tù trưởng cũng trước tiên đạt được lục quan tẩm bổ. Hắc Long Nó còn tại. Tứ tán mở nữ yêu phát hiện cái kia thân ảnh khổng lồ, rít lên lấy hướng phi thuyền bên trên trôn tù trưởng cảnh báo. Đứng tại phi thuyền bông tàu bên trên, ca giết hướng xuống nhìn lại, Onisia đang đứng đứng ở sào huyệt của nàng cửa vào. A, à, Onisia, ngươi còn không có từ bỏ. Hắc Long công chúa nhìn chung quanh, thật đáng tiếc, Happy, ưng thân nữ yêu, tứ tán mở, nàng không có khả năng một kích giết chết tất cả địch nhân. Vẫy vẫy đầu, Hắc Long từ bỏ truy sát ý nghĩ, hướng phía phi thuyền gào thét một tiếng, quay đầu trở lại sao huyệt. Nàng từ bỏ. Hừ. Lần này đáng chết tâm đi. Tù trưởng, dê eo lít -E khí sắc khôi phục không tệ, trông trên mặt có đối Hắc Long e ngại còn có phẫn hận. Đầu này ghê tẩm Hắc Long giết đồng bạn của chúng ta, nó còn giết ta oai vơn tọa kỵ chúng ta cứ thế mà đi. Kia muốn như thế nào? Dê Elit, chúng ta nhưng không phải là đối thủ của Onisia, có thể còn sống sót đã không tệ, đừng nghĩ đến trả thù nạn, sa nộ không thể trêu vào cường đại như vậy tồn tại. Ca giết đi qua, vỗ vỗ trôn chiến sĩ bả vai, an ủi hắn. Ngươi có thể thuần phục nửa khác oai vơn, cách dung pha rắc không xa thao sừng ne đeo liền có một chỗ phi long xào huyệt. Phong xào, nơi đó cũng có đại lượng oai vơn nhìn thoáng chút, chiến đấu chắc chắn sẽ có thương vong. Đáng thương dê Elite, hắn thật vất vả mới thuần phục phi long trực tiếp bị long tức thiêu thành cho tàn. Đương nhiên, ta sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi, Onisia, nhưng âm mưu của ngươi nhưng dù sao sẽ bại lộ, người xuyên Việt cũng sẽ không đem hắc long công chúa để ở trong lòng, nàng chú định sẽ bại vong. Cần gì phải cùng một đầu hẳn phải chết mẫu long không qua được. Chỉ là đáng tiếc, ca giết trong lòng không cầm được tiếc hận, tòa kỵ, túi sách, còn có những cái kia hắc long trân tạng vũ khí trang bị, Onisia bị giết, những này bảo tàng đều không có duyên với ta. Vừa muốn trở lại phi thuyền trong khoang thuyền, ca giết trong lòng thoáng qua một cái điên cuồng suy nghĩ, hắn bình tĩnh đứng ở nơi đó. Vì sao lại là vô duyên? Người xuyên Việt biết đến ma thú bên trong có một câu nói như vậy, phi thường nổi danh. Thế gian vạn vật đều có thể công khai ghi giá. Chỉ cần cảm tưởng, vì cái gì không đi thử thử. Ca giết giờ khắc này là cảm xúc bành trướng, chợt lóe lên suy nghĩ điên cuồng quanh quẩn ở trong lòng. Đúng vậy, trong tù trưởng cần phải làm là bảo hộ lột gia, trong đầu của hắn có đầy đủ trọng yếu tin tức cùng Hắc Long công chúa giao dịch. Người xuyên việt nhớ mãi không quên trong trò chơi Onisia tọa rồng dây cương. Edana, để ngươi happy, ưng thân nữ yêu, cùng phi thuyền cùng một chỗ, trở lại Tanadric. Về Ellic, nơi này hiện tại từ ngươi phụ trách. Tù trưởng, ngài muốn đi đâu? Xuống dưới. Tù trưởng. Ca giết tù trưởng. Các ngươi về trước đi, ta đi tìm đầu kia mẫu long tâm sự. Yên tâm, chỉ cần các ngươi vẫn còn, hắc long công chúa sẽ có cố kỵ. Ta không sao. Ca giết gọi tới một cái trôn oai vân kỵ sĩ, trực tiếp cưỡi trên phi long phần lưng. Đi. Thời gian cũng không lâu, ca giết hạ xuống hắc long xào huyệt lối vào cẩn thận cảnh giác, chú ý bốn phía nguy hiểm, không chỉ là những cái kia sồ lông, nơi này còn có rất nhiều những giả thú khác. Đúng vậy, tù trưởng. Ngài phải cẩn thận nhiều hơn. Hắc Long công chúa ngay tại sào huyệt của nàng bên trong. Đặt vào Stowin nữ bá tước không thích đáng, vốn là tới giải sầu một chút, hưởng thụ một chút đã lâu đi săn niềm vui thú, lại không nghĩ gặp biết được nàng tất cả bí mật trôn. Onisia chưa hề cảm giác như thế hỏng bét từng con mồi tới cửa không phải con mồi ca giết đi tới Onisia sào huyệt kinh động đến tâm tình hỏng bét mẫu lông ha ha là ngươi Trôn, ngươi cũng dám xuất hiện lần nữa ở trước mặt ta a à, là ta thật hân hạnh gặp ngài vĩ đại hắc long công chúa Onisia tâm tình thật không tốt cao hứng hiện tại chỉ có ngươi tử vong tin tức mới có thể để cho người vui vẻ kia thật là để cho người ta thương tâm, Onisia, chúng ta đã đã từng quen biết, mặc dù chỉ là yếu ớt ước định, còn tưởng rằng chúng ta đã là bằng hữu. Bằng hữu? Hắc Long gào thét đinh tai nhức óc, ngươi giết ta tôi tớ, ai còn giết chết ta nhiều như vậy ấu long. Hiện tại ngươi nói chúng ta là bằng hữu. Tỉnh táo, tỉnh táo. Onisia, ngươi cũng xử lý ta rất nhiều happy, ưng thân nữ yêu, cùng trôn thuộc hạ chúng ta hòa nhau. Happy, ưng thân nữ yêu, cùng trôn, các ngươi phạm nhân chủng tộc sinh mệnh không đáng giá nhắc tới, ngươi sẽ không biết những cái kia ấu long tính mệnh trân quý cỡ nào. Nói, hắc long công chúa nộ khí tự hồ muốn đè nén không được, mau cút. Thừa dịp ta còn có thể ngăn chặn lửa giận của mình. Không, 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 ta lần này là đến cùng ngươi làm giao dịch. Giao dịch. Nhỏ bé phạm nhân, bằng ngươi cũng có thể cùng cự long làm giao dịch. Ta buông tha ngươi chỉ là bởi vì không muốn tiết lộ bí mật của ta. Đúng a, à, Onisia? Ngươi liền không hiếu kỳ ta vì sao lại biết bí mật của ngươi? Bành Hắc Long công chúa kia to lớn móng vuốt đập tại trung tù trưởng bên cạnh thân, mang theo đại lượng bụi đất. Nói. Như vậy, Onisia, giao dịch. Nói cho ta ngươi cũng biết chút ít cái gì, Phạm Nhân. Ta biết rất nhiều. Nefarian, ca ca của ngươi, Hắc Thạch Chi Vương ha ha, giao dịch sao? Ngươi cũng phải có chỗ nỗ lực. Người xuyên Việt muốn nói cho Hắc Long công chúa đầu thứ nhất tin tức chính là liên quan tới Black Wing Le. Trọng yếu như vậy tin tức cũng sẽ mang cho trôn tù trưởng phong phú hồi báo. Valesta. Lesta. Ha ha, dù sao ngươi cũng sẽ thất bại, hành tung của ngươi sẽ để cho ta thu hoạch rất nhiều. Xin lỗi, Tiểu Hồng Long. Offline mừng sinh nhật tàn thư viện. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 65 Cùng rồng cùng múa Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 65 Cùng rồng cùng múa đại khái là Đát Quốc 10 năm, nhân tộc Pháp Sư Ronin tại tinh linh du hiệp Verisa cùng Uyhem, mang truy trước sửa lại, đút phan trợ giúp hạ cứu ra bị Dragoma Clan cầm tù hồng long nữ vương. Chiến đấu kịch liệt bên trong, nhân tộc Pháp sư ngoài ý muốn phá hủy ác ma chi hồn. Không có ác ma chi hồn trói buộc, khôi phục thực lực tứ sắc long vương hợp lực đánh bại hắc long biết thiên. Bại vong thời khắc, hắc long chạy trốn tới thạch mẫu thê ra gen lãnh địa sâu nham chi châu. Biết thiên bại trốn, hắc long vương trưởng tử tiếp nhận hắc long quân đoàn lãnh tụ vị trí, hắn chính là Nefarian. Ngươi làm sao lại biết những này, phàm nhân? Giờ khắc này, onicia ngăn không được liền muốn tiến lên bóp chết trước mắt trong diệt khẩu, hắn biết quá nhiều. A, à, đừng kích động, onicia Chính như ta biết ngươi nhân tộc thân phận, Katrana. Presto nữ bá tước, ta cũng biết ca ca của ngươi, Victor. Nefario. Hắc, hắc thạch chi vương, không tệ xưng hào, đủ vang dội. Ca giết buồn cười nhìn qua trước mắt cự long, hắn có thể cảm nhận được hắc long công chúa chấn kinh rất dễ lý giải, những này đều là hắc long quân đoàn trọng đại bí mật. Người xuyên Việt biết rất nhiều bí mật. Không, phải nói là thế giới này xuyên thấu càng người tới nói liền không có bí mật có thể nói. Trong tù trưởng dù bận vẫn ung dung bốn phía đánh giá đến hắc long sào huyệt, hừ, Stowin hoa lệ cung điện không ở, tại sao phải chạy cái này thăm sơn cùng cốc đến, nghĩ phép sao? Hắc Long công chúa phẩm vị thật đúng là đặc biệt. Azeroth thế giới nông gia nhạc. Ngươi còn biết cái gì? Phạm Nhân, Onisia cưỡng chế đè nén xuống sát ý trong lòng. Cái này Phạm Nhân chạy đến trước gót chân nạn cũng không phải đi tìm cái chết. Trong tù trưởng đối nạn có chỗ cầu. A, à, vĩ đại Hắc Long công chúa, đây cũng không phải là hữu hảo hiệp thương ngữ khí. Ngươi có thể còn sống đã là ta lớn nhất thiện ý. Thật là khiến người thương tâm. Chẳng lẽ không phải sợ hãi ta thuộc hạ vạch trần ngươi ngụy trang mới cường tự nhẫn nại sao? muốn chết. Hắc Long gầm thét bổ nhào trôn, trong miệng của nàng nổi lên một lần mãnh liệt thổ tức, còn tốt nhìn xuống. Onisia quay đầu đi, há mồm phun ra một viên hỏa cầu thật lớn. Hỏa cầu tại sao huyệt trên vách đá đột nhiên nổ bể ra, ca giết có thể cảm nhận được hang động to lớn lắc lư. Tốt, trôn, ngươi tới là muốn cái gì? Người xuyên việc nằm trên mặt đất, bình phục mình tâm tình khẩn trương, chậm rãi ngồi dậy. Một sát na kia, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hắc long mãnh liệt sát ý không thể lại chọc giận nàng hừ bạo lực nương môn mà lão tử muốn ngươi ngươi có ngươi tất cả bảo vật liền đều là của ta trôn cũng chỉ là ngẫm lại lời này cũng không dám nói lối ra sẽ không toàn mạng ta muốn ngươi trân tàn vũ khí trang bị ha 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 phàm nhân ngươi là ta đã thấy ngông cùng nhất gan lớn trôn ngươi vậy mà muốn cùng cự long làm giao dịch ngươi sẽ đồng ý làm điều kiện trao đổi, ta có thể nói cho ngươi một chút ngươi sẽ cảm thấy hứng thú tình báo. Ta biết, Hồng Long đã đã nhận ra các ngươi hắc Long quân đoàn một chút tung tích. Sa nộ tù trưởng chỉ mới nói nửa câu liền dừng lại. Ừm. Vì cái gì không nói xuống dưới? Onisia kia to lớn lông nhãn chăm chú tiếp cận trôn, tâm tình của nàng bây giờ thật không tốt. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi đến có chỗ nỗ lực thiên hạ nhưng không có bữa trưa miễn phí. Dù sao Hắc Long công chúa trong lòng có kiên kỵ, nàng sẽ biết sợ bí mật của mình bị vạch trần. Không tầm thường bị đánh một trận, muốn chết nào có dễ dàng như vậy. Vì Hắc Long công chúa bảo tàng, người xuyên việt là không thèm đến xỉa. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Ngươi lại có thể nói cho ta cái gì tình báo? Trong tù trưởng là tên chiến sĩ, hắn đã sớm nghĩ kỹ hướng Hắc Long tác thủ một chút chiến sĩ trang bị cho tới nay, anh Dũng ném mạnh dùng đến rất là thuận tay. Thế nhưng là Naga vương tử Na chắc hữu nghị tại trợ tam xoa kích bị trôn ném ra ngoài không có thu về, hiện tại ca giết liền muốn đạt được hắc long công chúa trân tàng lôi đình chi kích cùng ám ảnh chi kích. Phá phân diêu lốt. Không, muốn nhìn dùng ra sao? Cái này hai cành tam xoa kích sẽ là không tệ vũ khí dùng để ném. Lôi đình chi kích, ám ảnh chi kích. Onisia đã không đi xoắn suýt trôn vì sao lại biết nàng vật sưu tập. Theo Hắc Long công chúa tâm niệm vừa động, hai cạnh ẩn chứa lôi đình cùng ám ảnh lực lượng tam xoa kích trống rỗng xuất hiện. Hà! Trôn tù trưởng nhìn thấy, lập tức tiến lên nhanh chóng thu hồi. Tốt, có thể nói một chút ngươi biết tình báo. Ca giết còn tại mừng rỡ loay hoay hai kiện mới đến tay Diêu Lốt, nghe được Hắc Long công chúa, vội vàng thu vào lưng của mình trong túi dễ dàng như thế liền đoạt tới tay. Kỳ thật ta còn muốn chút những vật khác. Đủ rồi. Ta hiện tại chỉ muốn muốn lấy được hồng long tình báo. Hắc Long duỗi ra nàng to lớn móng vuốt đem trung nhấn trên mặt đất, có lẽ trước tiên có thể kéo xuống ngươi một cái cánh tay. Ha ha, Hắc, chờ một chút, dừng tay. Thoát khỏi Onisia móng vuốt, trông cuốn quyết lui ra phía sau. Tốt à, ta biết Hồng Long quân đoàn đã chú ý tới Black Ops Ừm. Hắc Long gào thét lại một lần vang lên, còn có đây này. Để cho ta ngẫm lại, có lẽ lại có một chút khác bảo bối, ta có thể nhớ lại những cái kỳ trí nhớ mơ hồ. Không muốn một mà tiếp khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, phàm nhân. Tốt a, à, chỉ là một lần cuối cùng. Viễn cổ giác thạch ma điển, long bì bao. Hắc Long công chúa ném ra một quyển sách, đây chính là khô lâu sách. Không có túi sách. Onisia cho ra là một khối đen nhánh hắc long da. Đây là cái gì? Onisia. Hừ, ngươi cũng có không biết. Đây chính là trong miệng ngươi long bị bao. Không nên gạt ta, ta ít đọc sách. Trung lập đi lặp lại nghiên cứu khối này da rồng, thấy thế nào cũng sẽ không là ba lô. Hắc long công chúa không kiên nhẫn được nữa, lại một lần đem trung nhấn ngã xuống đất. Ngươi làm gì? À. Không có dừng tay, Onisia kia bén nhọn móng vuốt xẹt qua trôn, tại trên cánh tay của hắn cắt đứt ra một đạo thật sâu vết thương. Đây chính là người muốn giao dịch. Khối kia hắc long da bị Onisia cất đặt tại trong miệng vết thương, theo ma pháp quan mang lấp lóe, hắc long da chăm chú dính chặt tại ca giết trên cánh tay. Ngươi đã được đến muốn, có thể nói cho ta hồng long quân đoàn hành động. Bị hắc long buông ra, đứng người lên, ca giết nâng lên cánh tay phải, kia hát long da đã cùng thân thể của hắn da thịt chặt chẽ nối liền với nhau tự như là một chỗ xăm hình Trong tù trưởng đem tâm thần câu thông trên cánh tay xăm hình trong lòng một trận cuồng hỉ đầy đúng là long bị bao bao bất quá càng thêm ẩn nấp chí ít sẽ không xuất hiện bị bắt làm tù binh phía sau lưng bao bị lấy đi phong hiểm a à a à phi quỷ mới sẽ bị bắt làm tù binh tốt ca giết tâm tình rất không tệ ta biết hồng long quân đoàn đã đang điều tra black cock style những cái kia hồng long đã chú ý tới ngươi huynh trưởng tồn tại. Còn có đây này. Ca Diết đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất trọng yếu, hắn sắc mặt ngưng trọng, không cẩn thận, sẽ đem trôn cũng vọng vào đi. Onisia, ta có thể nói cho ngươi về hồng long động tĩnh, nhưng ta không muốn mình bị để lộ ra đi. Trôn trêu chọc không nổi hắc long, càng thêm đắc tội không nổi hồng long. Hừ, ngươi cũng có sợ hãi thời điểm. Ta cũng không muốn trêu chọc ngươi, Onisia ta từ Dusalo Max trải qua, cũng là bởi vì ta biết ngươi một mực tại Stowin. Ai hắn mèo biết ngươi lại đột nhiên ở giữa xuất hiện. Ta ở đâu còn cần hướng ngươi báo cáo? Phạm Nhân, nói tiếp đi. Valesta, ca giết từ Hắc Long mùi tử nơi này đạt được nhiều như vậy trang bị, dù sao Tiểu Hồng Long sẽ thất bại, tiết lộ hành tung của hắn đã giá trị trở về giá vé. Ừm. Hồng Long nữ vương Alesta nhi tử, và Lesta phụ trách điều tra Black sai động tỉnh, ta có chiếm được tình báo, đầu kia Hồng Long khả năng đã tìm phục tại Black Kia thật là hỏng bét thấu. onicia cũng không còn có thể giữ vững tỉnh táo, ta cần lập tức nhắc nhở ca ca của ta, Nefarian hắn làm sao lại như thế không cẩn thận. Quay đầu, trôn ở trong mắt Hắc Long cũng không còn ghê tởm như vậy, ca giết cho ra tình báo rất có giá trị. Ngươi có thể rời đi, phàm nhân nhớ kỹ, câm miệng ngươi lại, vậy sẽ để ngươi sống được càng lâu. Đương nhiên, ta cũng không muốn bại lộ chính mình. Muốn đi, ca giết quay đầu lại nhìn xem hắc long cái kia khổng lồ thân thể, tốt như vậy tọa kỵ muốn như thế nào đạt được. Onisia Ừm Hắc long kia to lớn lông nhãn chăm chú tiếp cận trôn, ngươi lại muốn nói cái gì? Trôn Ngươi có hay không nghĩ tới mình sẽ thất bại? ngươi tốt nhất cầu nguyện ta sẽ không thất bại, nếu để cho ta biết ngươi tiết lộ bí mật của ta, phàm nhân, ngươi sẽ cảm nhận được hắc long vô tận lửa giận. Yên tâm, ta là không thể nào vạch trần ngươi. Bởi vì không có chỗ tốt. Vậy ngươi có hay không vì chính mình lưu lại cái gì đường lui? Để phòng ngừa vạn nhất xuất hiện có cái gì rất tồi tệ biến cố. Đường lui. Nơi này sao? Onisia cũng trầm mặt, nếu quả thật như cái này trông nói, nếu như Hồng Long thật đã đã nhận ra Nefarian hành động, kia Hồng Long phải chăng cũng chú ý tới nàng tồn tại. Có đề nghị gì? Trôn, ngươi cũng sợ hãi gây nên Hồng Long chú ý a, à, ngươi thế nhưng là bán Valesta. Đó cũng không phải là bán. Ta cùng Tiểu Hồng Long thậm chí chưa từng gặp qua, chúng ta không biết, chưa nói tới bán. Happy, ưng thân nữ yêu, sắp chết lúc lại đem mình tất cả mọi thứ rót vào các nàng trứng bên trong, tân sinh Happy, ưng thân nữ yêu, sẽ kế thừa các nàng mẫu thân hết thảy, lực lượng còn có ký ức. Ngươi muốn nói điều gì? Kỳ thật Onisia đã hiểu được trôn trong lời nói ý tứ. Cự Long cũng không phải những cái kia đê tiện nữ yêu có thể so. Ngươi để cho ta học cách làm của các nàng. Vì mạng sống, có cái gì không thể. Ca giết trong lòng cực độ khinh bỉ những này cự Long kia không có chút nào căn cứ ngạo mạn. Lão tử là người xuyên Việt, ngươi nhìn ta không phải cũng là khắp nơi ra vẻ đáng thương. Ngươi nhìn a, à, onicia Onisia, coi như ngươi cùng ca ca của ngươi tại Easter Kingdom làm mưa làm gió, các ngươi không ảnh hưởng tới biến cả một bên khác Kalimdo, Hắc Long cùng sa nộ bộ tộc không có cái gì xung đột. Ta có thể giúp ngươi giữ gìn kỹ ngươi long noãn. Tại khi tất yếu, ngươi có thể đem linh hồn của mình chuyển dời đến long noãn, có thể tránh thoát vạn nhất phát sinh kết quả xấu nhất. Lấy ma pháp của ngươi tạo nghệ, ngươi hoàn toàn có thể làm được. Cái này đối ngươi có chỗ tốt gì? Trồn, ngươi sẽ không hảo tâm như thế. Đương nhiên sẽ không. Ngươi lưu lại hắc long phân thân có thể tạm thời trở thành tọa kỵ của ta. Hết thảy vì tọa kỵ, Onisia tòa rồng dây cương. Offline mừng sinh nhật tàn thư viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 66 kế hoạch vẫn như cũ. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 66 Kế hoạch vẫn như cũ chính như ca Diết nói, hắc Long quân đoàn tại Easter Kingdom làm mưa làm gió, bọn hắn không ảnh hưởng tới Tanarit bên trong sa nộ bộ tộc. Hắc Long cùng trôn không có căn bản trên lợi ích xung đột. Nefarian âm um thầm khống chế Black Cock sai thượng tầng hắc thạch ốc hót, nhưng Black Cock đép liền có đắc ai cùng hắn đối địch những này hắc thiết thằng lùn đứng sau lưng thế nhưng là hỏa nguyên tố chi vương, viêm ma trang Hắc long mùi tử tại Stowin cũng không ít tiểu động tác, có thể coi là hai người bọn họ huynh muội liên hợp, cũng chỉ có thể là để bạo phong vương trong nước bộ hỗn loạn. Nghĩ đến Onisia nghe nói Hồng Long đã chú ý tới Hắc Long quân đoàn, mùi tử bị dọa đến hoa dung thất sắc, người xuyên Việt đã cảm thấy buồn cười. Đối với mình không cẩn thận hợp tác với Hắc Long, trong tù trưởng cảm giác yên tâm thoải mái. Hắc Long không có khả năng phát triển an toàn, càng thêm nguy hại không đến toàn bộ Azeroth. Trong cùng Hắc Long cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau, theo như nhu cầu, ca giết cũng sẽ không đem mình góp đi vào. Người xuyên Việt thật cao hứng, chỉ là cung cấp một đầu không có ý nghĩa tình báo, hắn liền được bốn kiện Hắc Long mùi tử trân tàn. Nghĩ đến nằm ở lưng trong túi viên kia Long Noãn, trong tù trưởng càng là hưng phấn khó nhìn. Onisia tòa rồng tới tay chỉ là cái đồ chơi này phải bao lâu mới có thể ấp. Xem ra vẫn là phải trước làm đầu oai vơn. Trở lại sa mạc trước đó, ca giết liền đã đuổi kịp phi thuyền. Hưng phấn dị thường hắn trực tiếp trở lại trong khoang thuyền, đem những cái kia trọng yếu vũ khí trang bị cái gì chuyển tới lông bị bao trong bọc. Người xuyên Việt có một cái bí mật cuốn sổ, phía trên lít nha lít nhít ghi chép rất nhiều tin tức, vì giữ bí mật, trôn là dùng chữ hán thêm chữ cái tổ hợp tại ghi chép, hiện tại phần này bí mật ghi chép bị hắn thu vào trên cánh tay phải da trồng xăm hình bên trong. Tù trưởng, ngài không có sao chứ? Ha ha, không có chuyện gì, về eo Ngươi đi mau đi, lúc đầu muốn đem trôn vu thuật ba lô đào thải cho trôn thuộc hạ, nghĩ nghĩ, ca giết vẫn là lựa chọn đem cái này bao khỏa giao cho ta thê tha. Vu thuật trong ba lô còn có rất nhiều tại phía thơ môn Stronghold mua bánh ngọt, nhân tộc mùi tử khả năng không thể thích ứng trong sa mạc sinh hoạt, những này mỹ vị điểm tâm đều chỉ có thể là một mình nàng hưởng dụng. Thật thê thảm. Ca giết nghĩ đến 60 cấp Hunter, bọn hắn đối với mình bảo bảo chính là như vậy từng ly từng tí. Mình tìm pháp gia muốn nước muốn bánh mì, lại cho mình sủng vật chuẩn bị đại lượng đồ ăn. Người so động vật thảm, ngẫm lại đều lòng chua xót. Hiện tại ta có phải hay không chính là như vậy tình huống? Trong tù trưởng cảm giác rất là tâm tắc, vì ăn uống chi dục, có phải hay không đi tìm gấu trúc. Nhìn thấy ta thê tha tại kia lật qua lật lại loay hoay vu thuật ba lô, mùi tử trên mặt là không che giấu được hưng phấn cùng tò mò. Gấu trúc a à, đúng rồi. Trong tù trưởng vỗ đùi, hắn lập tức lật ra bí mật của mình bút ký. Nhân tộc mùi tử cũng tò mò dựa đi tới, lại chỉ thấy cái kia sách nhỏ bên trên đều là chút không quen biết chữ cùng ký hiệu. Gấu trúc. Trần. Em phép liệt tử chính là du đảng tại Kalimdo, Ressa là tại đất nghèo gặp được gấu trúc. Tốt à, người xuyên việc tìm gấu trúc không phải là vì nhiều cái tay chân, hắn lúc đầu điểm xuất phát chỉ là muốn tìm cái đầu bếp. Tuy nói đã an bài trung thuộc hạ trước quay về dung pha rắc báo tin, chiếc này phi thuyền xuất hiện tại trung thành thị trên không vẫn là đưa tới không nhỏ oanh động. Tù trưởng Ca giết tù trưởng Tù trưởng vạn tuế Đứng tại phi thuyền mép thuyền, ca giết hướng xuống nhìn lại, dùng pha rắc trong tộc nhân đã ông kén mà tới. Trong tù trưởng dơ cao lên hai tay, một cánh tay bên trên là sa nộ Trung thần kiếm, hắn lên tiếng hô to, ta trở về. Tù trưởng Ca giết vạn tuế Tiên sĩ giả vạn tuế Khả năng trong tù trưởng mới tiếp nhận dung pha rắc quyền hành không đến bao lâu, hắn liền vội vàng rời đi, nhưng tay cầm thần kiếm su xét hắn vẫn có không thể nghi ngờ lực hiệu triệu cùng thống trị lực trời, thật nhiều trôn, bọn gia hỏa này hẳn là sẽ không ăn người A. À. Gia xanh nữ Gobin có chút ít lo lắng nói. Cái này không cần lo lắng. Coi như trôn sẽ ăn người, bọn hắn cũng không thể đem tài chính của mình quan ăn hết đi. Khi ghi săn ở một bên an ủi lo lắng không thôi Gobin mùi tử, ca giết tù trưởng cũng đã có nói, hắn sẽ phân công ta vì cái này bộ tộc tài chính quan. À, chút người này có thể tính không lên rất nhiều là Basila, lão trông nhớ lại hắn trước kia chỗ huyết đỉnh bộ tộc, sa nộ bộ tộc đây coi như là rất nhỏ yếu. Bất quá, ta tin tưởng ca giết tù trưởng có thể dẫn đầu bộ tộc cường đại, mà lại giả tâm của hắn còn không chỉ như thế. Ta thê tha thì là bình tĩnh nhìn xem ca giết, gia hỏa này chính là chỗ này thủ lĩnh, hắn vậy mà như thế nhận kính yêu. Không phải kính yêu, chí ít hiện tại vẫn còn không tính là trong tiếng hoang hô càng nhiều là bởi vì sa nộ thần kiếm. Happy, ưng thân nữ yêu, khả năng cũng không thể rất tốt thích ứng trong sa mạc cực khổ, trong tù trưởng đối với các nàng có mặt khác an bài. Thao sừng ne đeo phong sào, nơi đó liền có khác Happy, ưng thân nữ yêu, tộc đàn. Ca giết yêu cầu Edana đi thu phục những cái kia Happy. Các nàng cũng sẽ trợ giúp trong thuần phục thao sừng nê đeo oai vơn. Tay gió bắt đầu thổi tổ, thuận vách đá một mực hướng đông, này sẽ là một đầu không trung hành lang. Đầu này không trung hành lang sẽ trở thành Tanahriit cùng Angelu núi hình vòng cung bắc bộ Bình Chướng. Tu trưởng. Ca giết Tu trưởng. Đi xuống phi thuyền, Ca giết thấy được những cái kia khuôn mặt quen thuộc, các hành giả xua, Okiang, Vui bóng đen tế sư sư thúc, Nairum, Thủy chim sư Welisa cao giai tế sư Hiết. Ha ha, rất tốt, các ngươi xem ra đều là không tệ lại là một lần trắng đêm cuồng hoang, ở xa lưu xa trạm gác Antusua cũng là đi suốt đêm về, ngoại trừ Angelou đang cùng Kulimu, ca giết tất cả thủ hạ đều đã tề tụ. Sa nộ trôn cũng tiếp nhận những này happy, ưng thân nữ yêu, gia nhập sự thật, bọn hắn biết trôn tù trưởng sẽ có lo nghĩ của mình. Mấy cái kia da xanh tiểu Gobin cũng thế. Nhân tộc mùi tử thì một mực trốn ở trên phi thuyền gian phòng không có hiện thân, đương nhiên trôn cũng đều biết bọn hắn tù trưởng bắt cái này nhân loại nữ nhân. Đúng vậy, trôn chính là cho rằng ta thê tha là sa nộ tù trưởng cướp bóc. Giống như sự thật cũng chênh lệch không xa. Ca giết tù trưởng, ngài đã đúc lại thần thánh chi chủ y sao? Tại sa nộ tù trưởng vương tọa bên trên, những bộ tộc này bên trong nhân vật tinh anh tệ tụ cùng một chỗ, hít nhìn không được lên tiếng trước nhất. A, à, xem ra trắng độc chi thần hexi tự hồ có chút sốt ruột đương nhiên. Lời nói ở giữa, một thanh tiểu xảo chù y tử xuất hiện ở ca giết trong tay. Chù y tử chỉ là một cái thoáng mà qua, đang ngồi tất cả trôn đã thấy rõ ràng, đó chính là triệu hoán Garilla Yungfarak Chi chù y. Quá tốt rồi. Rốt cục tới mức độ này. Trôn đều hoang hô, nhưng lập tức lại trầm mặt xuống dưới. Tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng, tiếp xuống mới là một trận trận đánh ác liệt. A Chi Lo thần linh tên tuổi cũng không phải bài trí. Hết thảy trở lại lúc đầu quỷ đạo, dựa theo chúng ta trước kia kế hoạch, ta hy vọng các ngươi cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Ca giết thanh âm vang lên, hiết. Trong tù trưởng nhìn chầm chầm trắng độc thần tế sư, ta muốn he si nọc độc phải chăng đã chuẩn bị thỏa đáng. Đúng vậy, tù trưởng. Tốt, vậy là tốt rồi. Sa nộ trôn đều sớm đã biết ca giết mưu đồ, nghe xong cũng đều nhao nhao thở dài một hơi dùng độc trắng chi thần nọc độc, độc đối phó Garilla, dù là Garilla cũng là một Achi lo thần linh, bọn hắn cũng không nhỏ phần thắng. Yumulana, ta cần thủ hạ ngươi vong linh xung phong. Tù trưởng Vu Y rất là chấn kinh, đây là muốn tiêu hao trong tay hắn thực lực sao? Ta không thể tiếp nhận tộc nhân của mình xuất hiện rất lớn thương vong, không chỉ là ngươi vong linh, Fonseca những cái kia giáp trùng cũng cần đi chính diện đối mặt Garila. Nói xong, ca giết nhìn về phía bóng đen tế sư sơ thúc, sơ thúc, ta chạy để ngươi tìm tới tuẩn giáo người Fonseca, ta hy vọng hắn có thể lập tức tới ngay một chuyến. Đúng vậy, tù trưởng. Vu Yumu sắc mặt vẫn là mất tự nhiên, ca giết rõ ràng là muốn tiêu hao hết hắn vong linh, cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Yumu nhớ kỹ, thủ hạ ngươi lại nhiều vong linh cũng so ra kém một cái còn sống tộc nhân. Ta sẽ không lấy chính mình tộc nhân mệnh đi xung kích garila, vậy sẽ nỗ lực rất nhiều cái tính mạng. So sánh dưới, người vong linh cùng Fonseca thánh giáp trùng sẽ là tốt nhất pháo hôi. Trong tù trưởng ngữ khí càng phát ra nghiêm khắc, mệnh lệnh của hắn không thể nghi ngờ, nhớ kỹ, những cái kia chỉ là pháo hôi. Thi hành mệnh lệnh đi. Đúng vậy, tù trưởng. Người xuyên việc không ngừng mà phát ra mệnh lệnh, hết thảy đều tiến hành thuận lợi có thể hỏi cái vấn đề sao là San, cái này Tiểu Gobin làm bộ tộc tài chính quan viên hắn mãnh liệt yêu cầu tham gia cái này hội nghị. Ừm. các ngươi tại kế hoạch muốn đối phó cái gì? Tinh Vi hơi có chút cảm giác không ổn các ngươi nhiều người như vậy vì cái gì còn tại lo lắng? Chúng ta muốn đối phó một cái rất lợi hại Achi Lo. Gobin đã nhìn về phía cùng hắn cùng nhau có mặt Basila lão Shaman là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc rất trịnh trọng. Lợi hại. Có bao nhiêu lợi hại? Khi ghi xăng, cái này muốn làm sao giải thích cho ngươi đâu? Ca giết gãi gãi đầu. Còn nhớ rõ chúng ta tao ngộ qua hắc long sao? Đầu kia to lớn hắc long. Nhớ kỹ. Chính xác thực cảm giác được không ổn. Chúng ta muốn đối phó gia hỏa cùng hắc long so, ai lợi hại ta không biết, dù sao không thể so với hắc long yếu lần này ngươi có thể hiểu chưa? Không. kiki ghi gọi lớn vào, hắc long kia thực lực khủng bố để hắn thật sâu tuyệt vọng, bây giờ còn có cái đồng dạng lợi hại gia hỏa, có lẽ lợi hại hơn. Ca giết tù trưởng, ta có thể thối lui ra không? Trong tù trưởng không có phản ứng hắn, Gobin nhìn thấy chung quanh những cái kia trôn đều tiếp cận hắn, ánh mắt rất không hữu hảo. Đương nhiên, ta sẽ không rời khỏi. Kiki-san đều nhanh muốn khóc, lần này sẽ muốn mình yên tâm đi, Ca giết cũng rất không kiên nhẫn tiểu gia hỏa này, thế nhưng là đây là mình tìm đến giúp đỡ, là người một nhà, mình hẹn pháo. Ai? Chúng ta có một cái khác cường đại A chi lo hỗ trợ. Nói hết lời, Gobin rốt cục an tâm không ít. Ca giết tù trưởng, nói cách khác, các ngươi sẽ cho Garila hạ độc. Đúng thế vậy có phải có thể cũng chuẩn bị cho nó một chút thuốc nổ cạm bẫy? Ca giết hai mắt sáng lên. Cái này có thể có. Gobin đều thích bành, 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 bọn hắn là phương diện này người trong nghề. Rất tốt, Kyrgyzstan, ngươi cứ việc đi chuẩn bị đi, đây có thể dùng tới. Garilla, ta vì ngươi chuẩn bị hexi nọc độc, có lẽ còn có Gobin thuốc nổ, ngươi sẽ nên đón du mu là nờ những cái kia khô lâu vong linh tăng thêm fonseca thánh giáp trùng nhiệt tình tiếp đãi ca giết lòng tinh tràn đầy hắn dùng sức nắm chặt trong tay cự kiếm đương nhiên còn có ta theo whisky suset offline mừng sinh nhật tàn thư viện bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 67 âm hiểm sát cơ bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 67 Âm hiểm sát cơ Garilla là một đầu nhiều mặt trắng, nó là sa nộ trôn trăm ngàn năm qua sùng kính tế bái Achi Lo thần linh. Rất không may, người xuyên Việt thế nhưng là thủ vô thần luận hung đúc lớn lên, hắn đối với mấy cái này động vật chi linh nhưng không có cái gì đi vào phai. Khổ vì ta sa mạc gian khổ sinh tồn điều kiện, sa nộ bộ tộc đã gánh chịu không được Garilla tham lam tác thủ tại ca giết dẫn đầu dưới, không cam lòng chịu được phàm nhân rốt cục muốn phấn khởi phản kháng cái này cường đại thủy thần. Vì đối phó cái này cường đại Achi lo bán thần, sa nộ trôn cần tỉ mỉ bày ra một lần âm hiểm tập kích. Trước kia tế sư sẽ chuẩn bị phong phú tế phẩm, tanarit trong sa mạc đất các thằng lặng, sói đất, kền kền, dị chủng côn trùng, thậm chí Caviro sẽ đem một chút chọc giận hắn trôn tộc nhân hiến tế cho Garila. Lần này, ca càng thêm khẳng khái. Phơ đang đã tại lưu sa trạm gác phụ cận bên bờ vực thành lập xong được một chỗ giảng dị giá treo cổ, dùng pha rắc đã có thể từ Angelou núi hình vòng cung liên tục không ngừng thu hoạch đồ ăn. Tù trưởng a, à, Phơ đang, nghe nói ngươi tại Angelou làm rất khá. Đây là phi thường tin tức không tồi, ca giết một mực rất sợ trước mắt trôn sẽ hỏng việc. Một điểm không tốt, tù trưởng. Ta còn là hy vọng có thể trở lại bên cạnh ngươi. Ừ xúc động trôn chiến sĩ xác thực không phải quá thích ứng nguy cơ tứ phía Angelo, hắn càng thêm thích hợp đợi tại nguy hiểm liếc qua thấy ngay Tanarit. Tốt a, à, ta sẽ suy nghĩ tỉ mỉ. Trôn chiến sĩ mang về rất nhiều con mồi, Garilla sẽ có một lần vui sướng ăn thể nghiệm. Đây là nó bữa tối cuối cùng. Hít, những này con mồi giao cho ngươi. Rắn độc chi thần tế sư đã sớm chờ ở một bên, hắn đã nhanh muốn chờ đã không kịp vừa nghĩ tới xử lý Garilla, xa nộ bộ tộc Phai sẽ toàn bộ quy về Hesi, hiếp liền kích động đến khó lấy chính mình, thanh âm của hắn đều hưng phấn đến không cầm được trung rẩy. Vâng, tù trưởng. Nhớ kỹ cho chúng ta thủy thần chuẩn bị kỹ càng nó phong phú bữa tối. <laughs> ha ha, đương nhiên, Garilla sẽ chung thân khó quên. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ha 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 ha. Ca giết tù trưởng, tiểu Gobin đánh gãy trong cùng tiếu, ta điều chế một chút thuốc nổ, có phải hay không cũng nhét vào những này con mồi trong thân thể. Gobin mang đến rất nhiều thuốc nổ, nhìn xem rất là tiểu xảo. À, Kigisang, cũng là có thể. Quy lực này thế nào? Điểm ấy ngươi không cần lo lắng, Gobin lúc nói chuyện là như thế ngưu khí hống hống, mỗi cái Gobin đều có một viên yêu quý bạo tạc trái tim, ta điều phối thuốc nổ càng là uy lực mười phần. Đã không thể rời khỏi, Kigi-san cũng tích đủ hết nhiệt tình, nếu như trông thất bại, hắn cũng sẽ bị xử lý. Ân, ừ, biểu hiện rất tốt, Kigi-san, ta đối với người giác quan thay đổi tốt hơn. Ha ha, Kigi-san, những thứ lặt vặt này là ta làm. Một cái Goblin mùi tử chen vào nói bỏ đi ca giết vừa mới dâng lên đối Gobin hảo cảm. Đây là tình huống như thế nào? Không, không. Làm sao? Ca giết thật bất ngờ, Kigisang cũng sẽ cảm giác không có ý tứ. Ngay cả ngươi cũng là của ta, mụi tử, cho nên những này thuốc nổ cũng chính là công lao của ta. Ngươi mã. Lý do rất tốt, rất cường đại. Ca giết đã triệt để đối tiểu Gobin bó tay rồi, đoạt công lao có thế cướp như thế nghĩa chính ngôn từ, cũng chỉ có hắn. Ách, vân vân. Ngươi là thuộc hạ của ta, tiểu Gobin, vậy có phải cái này cũng có ta một phần công lao? Ca giết cũng rất tốt thay vào đi vào. Lãnh đạo mà. Nhưng người muốn như thế nào vẫn bảo nó. Ta sẽ dùng điều khiển trang bị viễn trình điều khiển. Cái này rất công nghệ cao. Goblin khoa học kỹ thuật đã hiện đại như thế, bọn hắn đã có thể phóng nhãn tinh thần đại hải, nhưng Goblin lý tưởng lại chỉ là làm một thành công thương nhân. Đây là Goblin BI, vẫn là Azeroth chủng tộc khác may mắn. Trông đang chuẩn bị hiến cho Garilla tế phẩm, bóng đen tế sư sơ thúc mang theo một cái trôn xuất hiện ở ca giết trước mặt. Cái này trông như là Nai Rung, hắn cũng là vong hồn chi thân, tuẩn giáo người Fonseca. Nhìn thấy ngài thật cao hứng, tôn kính sa nộ tù trưởng. Fonseca thái độ rất tốt, hắn biểu hiện đầy đủ khiêm cung. Ta cũng vậy, tuẩn giáo người. Ta nghĩ ngươi cũng đã biết ta triệu kiến ngươi nguyên nhân. Sơ thúc cũng đã nói cho ngươi biết. Đúng vậy, Fonseca nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Trong vong linh kính cẩn nghe theo thái độ làm cho ca giết thật cao hứng, hắn nhưng so sánh Du Mù La Nờ nghe lời nhiều. Tốt, Fonseca, để ngươi thánh giáp trùng đều tụ tập đến nơi đây. Để bọn chúng tại thần thánh thủy trì bên cạnh mai phục tốt. Trò hay cũng nhanh bắt đầu diễn. Có truyền ngôn, tuẩn giáo người Fonseca là tại kéo cùng trôn trong chiến tranh tử trận những cái kia sát hại hắn lập trùng nhân nhận nguyền rủa biến thành vô não thánh giáp trùng, đám côn trùng này thụ hắn trưởng khống. Theo Fonseca ra lệnh một tiếng, lít nha lít nhít thánh giáp trùng tràn vào đến thần thánh thủy trì bên cạnh. a à, thật nhiều côn trùng. Gobin mùi tử sợ hãi kêu lấy, Kigisang cũng hù đến không được. Kỳ thật không chỉ là Gobin, trông cũng đều đối cái này khổng lồ thánh giáp trùng bậy cảm thấy kinh hồn tán đảm. Người xuyên Việt cảm giác mình dày đặc sợ hãi chứng nhanh phạm vào, trước kia trồn đốc quân kia trước khi chết tao ngộ còn sâu chiếu vào não hải vung đi không được. Kiến nhiều cắn chết voi. Cá nhân thực lực mạnh hơn, cũng sẽ bị địch nhân rã trích không dứt thế công đánh bại. Thời đại thượng cổ, những cái kia cường đại động vật bán thần cũng là bị bơn legion vô cùng vô tận đại quân ác ma bao phủ. Thực lực, cá nhân thực lực, cũng còn có thủ hạ thế lực. Ca giết, ngươi đường phải đi còn rất dài gánh nặng đường xa ca giết tù trưởng Kigisang đã suy sực hắn bị mênh mông nhiều côn trùng dọa gần chết ta trái tim nhỏ không chịu nổi ta muốn về đến phi thuyền chờ một lúc không được ngươi đi những cái kia thuốc nổ ai đến dẫn bạo ta có thể dạy ngươi tiểu gobin nhanh khóc ngươi rất hiếu học hừ thành thành thật thật đợi cho ta cái nào đều không cho rời đi. ngươi mã, tham tài, háo sắc, nhát gan, sợ phiền phức, kì ghi sang, ngươi hắn meo lại không thể có một điểm nhân tính bên trên điểm nhấp nháy. ai, ta làm sao tuyển cái kẻ như vậy? ca giết đã đối tiểu Gobin không ôm hy vọng, đừng chuyện xấu liền tốt. tham tài. a, à, có. ha ha, ghi sang, ngươi đối cứng mới những cái kia côn trùng thấy thế nào? Gobin cũng không phải nguyên phương quá nhiều. Ngươi mã. Ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện gì lạ khác. Ừm. Những cái kia côn trùng xác rất xinh đẹp. Thánh giáp trùng xác cầm tới bên ngoài hẳn là sẽ nhận điên cuồng truy phủng, nói cách khác này lại phi thường đáng tiền. Ca giết rõ ràng cảm thấy kia ghi xăng trong mắt lấp lóe tinh quang. Gobin quả nhiên tham tài. Đối tiền tài khát vọng để Gobin chiến thắng trong lòng sợ hãi. Kim tiền là vạn năng tiền tại tuyệt nhất. Vu Y Du Mu Lan cũng mang theo hắn khô lâu vòng linh đi vào thần thánh thủy trì. Đã thấy qua dày đặc bầy trùng, những này khô lâu không thể tái dẫn lên mọi người sợ hãi. Vu Y sắc mặt vẫn không tốt. Hừ, Du Mu Lan hy vọng ngươi đủ thông minh. Mặc dù rất không tình nguyện, Vu Y vẫn là chỉ huy hắn vòng linh nanh vuốt tại bên cạnh cái ao bên trên mai phục tốt. Ta sa mạc vào ban ngày ánh sáng mặt trời rất mãnh liệt, các sỏi bị phơi nóng hổi dù Mulan la những cái kia khô lâu nằm xuống đất bên trên trên thân bao trụng lấy thật dày hạt các chôn dấu vong linh cũng không sợ bị nhiệt độ cao các sỏi bị phỏng Tuẫn giáo người fonseca cũng chỉ huy thánh giáp trùng chui vào cha riết côn trùng cùng khô lâu sẽ là kiềm chế garilla pháo hôi dung pha rắc bên trong trung bình dân đã rút khỏi chiến đấu kế tiếp cũng không phải bọn hắn có thể tham dự Dương mắt nhìn lên xa nộ chiến sĩ sa nộ vu y, sa đồ hăng còn có từng cái sa nộ trôn tinh anh, đây là sa nộ bộ tộc tất cả lực lượng. Nhất định phải thành công. Sa nộ không chịu nổi thất bại hậu quả. Một bước thiên đường, một bước chính là địa ngục. Ê luôn, mời phù hộ chúng ta. Ca giết biết, Nguyệt thần cũng sẽ không sủng ái một đám giả mang trôn. Ê luôn nhưng không có như thế nhàn nhã thời gian để ý tới nhỏ bé phạm nhân thế tục sự vật. Bạo lực Long, oai vơn, Antusu Caesar giả thú, còn có mới gia nhập Happy, ưng thân nữ yêu, ca giết còn tìm tới tất cả giúp đỡ. Trong tù trưởng dơ cao lên hai tay, ở đây ánh mắt mọi người đều tập trung đến trên người hắn. Tốt, để chúng ta bắt đầu. Dung pha rắc chi chú Y xuất hiện ở trong tù trưởng trong tay, hắn chậm chạp mà hữu lực tiến lên, đi vào thần thánh thủy trị bên trên đồng la chỗ. Garilla, tới đón tiếp vận mệnh của ngươi đi làm theo sa nộ tù trưởng đem trong tay thần thánh chi chú ý đánh vào đồng la bên trên, thanh thúy tiếng vang truyền ra, ao nước trên mặt nước dần dần nổi lên từng vòng từng vòng gần sóng, A Chi lo thủy thần lại một lần nữa thức tỉnh. Làm Garilla chậm rãi leo ra ao nước, đầu này nhiều mặt trắng cái kia khổng lồ thân thể thật sâu chấn nhiếp tất cả sinh vật tâm linh. Sa nộ trông còn tốt, trông chiến sĩ đã nhiều lần tại hiến tế nghi thức bên trên thấy qua Garilla, bọn hắn còn có thể bảo trì trấn định. À, đáng chết. Ta liền biết sẽ rất nguy hiểm. Kiki sang gắt gao cắn bàn tay không để cho mình rít gào lên. Bạo lực lông, Wyvern cũng đã là bạo động bất an, Happy, ưng thân nữ yêu, còn có thể, Garilla cũng không thể so với hắc Long công chúa lợi hại bao nhiêu. Garilla căn bản không có để ý tới trước mặt nhỏ bé phạm nhân, nó thậm chí sẽ không đóng tâm lần này tỉnh lại nó trôn đã đổi một cái. Là Caviro, vẫn là ca giết tỉnh lại nó, Garilla cũng sẽ không để ý cái này. Nhiều mặt trắng trực tiếp bò hướng trôn vì nó chuẩn bị phong phú tế phẩm. Trăm ngàn năm qua, Garilla một mực hưởng thụ lấy sa nộ trôn hiến tế, nó không có bất kỳ cái gì phòng bị. Phạm nhân có thể phản kháng thần linh. Đúng vậy, có thể. Ca giết muốn làm tuyệt hơn, hắn muốn thí thần. Ăn đi, Garilla, đây chính là vận mệnh của ngươi. Ngươi mã. Đài này từ rất quen thuộc nhìn xem Garilla ở nơi đó ăn như gió cuốn, khẩn trương sa nộ trôn cũng dần dần an tâm không ít. Hắc, nhiều mặt trắng, he si nọc độc sẽ cho ngươi kinh ngạc vui mừng vô cùng. À, như là ca giết tù trưởng nói, đây chỉ là một con ngu xuẩn giả thú, không biết nó đã tiến vào tù trưởng cạm bẫy. Hừ, ăn hết mình đi, Garilla, này lại là ngươi bữa tối cuối cùng. À, Garilla, ngươi xác thực đủ cường đại, người kia sắc nhọn răng nanh sẽ là không tệ chiến lợi phẩm Garilla chi nha đáng để mong chờ ân ừ, đầu này giả thú lân giáp sẽ là rất tốt vật liệu có lẽ ta có thể làm kiện hộ giáp Garilla lân phiến hộ giáp rất tốt hết thảy như là người xuyên việc suy nghĩ offline mừng sinh nhật tàn thư viện bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 68 Thảm liệt vây dết Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 68 Thảm liệt vây dết mặt trời lặng hạ dung pha rắc, một đầu to lớn trắng ba đầu tại thần thánh thủy trì bên cạnh thỏa thích hưởng dụng những cái kia phong phú tế phẩm, lại mờ mịt không tri kỷ trải qua đã rơi vào sa nộ cạm bẫy. Hừ, Garilla, thỏa thích hưởng dụng đi, này lại là ngươi cuối cùng một bữa. Trăm ngàn năm qua, sa nộ bộ tộc đã đem ngươi cho ăn đến đầy đủ đã no đầy đủ. Heo mập chỉ có bị đồ tể vận mệnh, ngươi cũng giống vậy. Đầu này to lớn giả thú ăn tốc độ rất nhanh, mới chỉ trong chốc lát, nó liền đã ăn hết đại bộ phận đồ ăn. Ca giết chậm rãi lui ra phía sau, hắn triệu hoán một cái trôn oai vân kỵ sĩ, xoay người cưỡi lên phi lông. Chờ ta động thủ mệnh lệnh. Tù trưởng, chú ý an toàn. Ca giết tù trưởng, cẩn thận phi long mang theo trung tù trưởng bay lên không trung, đi tới Garila đỉnh đầu. Ca giết muốn lặp lại chiêu cũ. Cảm giác được đỉnh đầu có cái gì động tĩnh, Garilla một cái đầu lâu đình chỉ ăn, nó ngẩng đầu nhìn lại, là trôn. Đóng nhiều mặt trắng hướng về trung tù trưởng gào thét một tiếng, nó chỉ là đối trung quấy rầy nó ăn mà bất mãn. Cũng không thể phát giác được trôn không có hảo ý bởi vì chậm trễ một chút thời gian mà ăn ít mấy ngụm, cái đầu kia còn cùng mặt khác hai viên đầu bắt đầu tranh đoạt mình cùng mình đánh. Thật hắn meo thú vị. Ngu xuẩn giả thú, chịu chết đi. Garilla đối sa nộ trôn một mực chẳng thèm ngó tới, tại A Chi lo bán thần trong mắt, trôn chỉ là nhỏ bé côn trùng, nhưng hôm nay nó sẽ nhận thức đến trôn mặt khác, điên cuồng cùng tàn nhẫn. Mình cẩn thận. Dặn dò trôn kỵ sĩ rời đi, ca giết trút ra cự kiếm, thả người từ trên thân oai vơn nhảy xuống. Tử vong từ trên trời giáng xuống. Garilla cảm thấy nguy hiểm, nó ba cái đầu nhìn bốn phía, sa nộ trôn vẫn là ở phía xa lẳng lặng nhìn xem, nó không nhìn thấy có cái gì đặc biệt, nhưng là tim đập nhanh cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Tự hồ nhớ lại cái gì, vừa mới bắt đầu cái đầu kia nhìn lên, chỉ phát hiện chạm mặt tới chém vào. Rống, đi chết đi. Garilla không tránh kịp, phát giác lúc, ca giết trảm kích đã mang theo hạ xuống thế đạo hung hăng chém vào tại trên đầu nó ngao thần kiếm su sét kia sắc bén lưỡi kiếm trực tiếp chém vào nó cái đầu kia. Đau đớn kịch liệt để Garilla không ở dãy dụa, nó gầm thét, mặt khác hai cái đầu hướng về ca giết cắn qua đi. Tù trưởng Sa nộ thần kiếm khắc vào Garilla trong đầu, nhất thời không nhổ ra được. Hừ Đối mặt hai cái đầu cắn xé, trong tù trưởng trực tiếp buông ra hai tay, dùng sức hướng về một bên nhảy tới, anh Dũng bay vọt. Động thủ Fonseca, Du Nờ động thủ. Tù trưởng, ngài không có sao chứ? Ha ha, ta không sao. Garilla coi như có việc. Nó viên kia đầu phế đi. Garilla viên kia bị thương đầu lâu đã không có sinh tức, mềm hoặc rũ cục lấy. Rống đau đớn kịch liệt để nhiều mặt trắng điên cuồng hướng lấy trôn sông lại. Còn không có sông ra hai bước, thân thể của nó cũng cảm giác được bị cắn xé đau đớn, cúi đầu nhìn lại, là Fonseca thánh giáp trùng. Rống hai cái đầu liên tiếp cắn xé, đem côn trùng nhau nhau xé nát. Đáng tiếc thánh giáp trùng quá nhiều. Rống lại là rít lên một tiếng, Garilla hai đầu nhỏ chân ngắn bỗng nhiên chà đạp mặt đất, phát ra một đạo mãnh liệt sóng chấn động phóng tới bốn phía, tiểu côn trùng trực tiếp bị tung bay. Chỉ một kích này, tuẫn giáo người Fonseca thánh giáp trùng liền tử thương hơn phân nửa. Garilla mạnh kích. Ừm nhìn thấy trong sân đánh nhau, ca giết không chỉ có là chấn kinh tại A Chi lo bán thần kia chiến lực mạnh mẽ, hắn càng phát hiện trên chiến trường chỉ có thánh giáp trùng xuất hiện. Không có du mu lan nơ khô lâu. Sa nộ vu y dám can đảm chống lại mệnh lệnh của ta. Tiên sư si giả chính khảm tại nhiều mặt trắng một cái đầu lâu bên trên, tâm niệm vừa động, một thanh còn cuốn năng lượng bóng tối tam xoa kích xuất hiện ở trong tù trưởng trong tay. Đây là hắc long mùi tử trân tàn, ám ảnh chi kích lan nghe được sa nộ tù trưởng gầm thét trong Vu y có thể rõ ràng cảm nhận được ca giết mãnh liệt sát ý thật có lỗi tù trưởng thở dài một hơi dulanna vũ động hắn pháp trưởng theo Vu Y ma lực phun trào mai phục tại đất các bên trong khô lâu vòng linh nhau nhau xoay người bò lên nâng cao vũ khí trong tay sông về Garila rất tốt du hy vọng ngươi đừng lại tự cho là thông minh ta nhẫn nại là có hạn độ Hừ, nếu như ta không phải chiến sĩ, ta không dùng đến ngươi cây kia du mù la nờ năng lượng pháp trượng, ngươi đã xong. Trong Vu Y để Ca giết Phi thường nổi nóng. Sẽ không lại phát sinh, tù trưởng. Mặt trời xuống núi, trong sa mạc nhiệt độ không khí vẫn khốc nhiệt không chịu nổi, nhưng Du Mu La Nờ lại như rơi vào hầm băng. Vì thay đổi trong tù trưởng đối với hắn bất mãn, Vu Y xử xuất tất cả vốn liếng. Ca giết xử lý U Cô, Ca hiện tại càng là muốn giết chết Garilla, Vu Yumu Lan nếu như không muốn trở thành kế tiếp, liền phải cố gắng biểu hiện. Tại tuẫn giáo người Fonseca cùng trôn Vu Y mệnh lệnh dưới, thánh giáp trùng cùng Yumu khô lâu không ngừng tuôn hướng thụ thương nhiều mặt trắng, hoàn toàn là bất kể thương vong công kích. Đây chính là một cái Achi lo bán thần thực lực. Sa nộ trôn ở một bên xa xa nhìn xem, Garilla kia lực lượng cường đại làm cho tất cả mọi người âm thầm kinh hãi nhưng là bọn hắn sẽ không sợ sệt lùi bước, đây hết thảy đều tại trung tù trưởng tính toán bên trong. Trên chiến trường, Garilla liên tiếp từ miệng bên trong phun ra băng trùy, thở ra băng lãnh nguyên tố, thánh giáp trùng cùng khô lâu không ngừng bị đông cứng, bị tung bay, bị xé nát, nhưng chúng nó cũng tiêu hao Garilla thể lực, gánh chịu đến từ Achi lo bán thần tổn thương. Chính như ca giết lời nói, lại nhiều thánh giáp trùng cũng so ra kém một cái trung tính mệnh, lại nhiều khô lâu cũng không có một cái nào còn sống xa nộ tộc nhân tới trọng yếu. Trong vu y cùng Shadow Hunter cũng sẽ thỉnh thoảng cho Garilla đến bên trên hai lần, để nhiều mặt trắng vốn là vết thương chồng chất thân thể lại thêm vào mấy vết thương. Tù trưởng, hiết thanh âm bên trong tràn đầy kinh hỉ, Garilla hành động biến trì hoãn, rắn độc chi thần Hesi nọc độc phát huy tác dụng. Ha 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 ha, xác thực. Tất cả trôn đều kích động không thôi, đều nhìn về mình tù trưởng, muốn nghe được ca giết phát ra tiếng công mệnh lệnh. Hồ Trôn tù trưởng hít sâu một hơi, hắn vung tay lên, đi thôi, để đầu này tham lam giả thú lãnh hội hạ sa nộ điên cuồng. Ha ha, xong. Giết nó. Chiến sĩ công kích. Shadow Hunter, nhắm chuẩn đầu lâu của nó, tự do xả kích. Bạo lực lông, Wyvern, Sulit sơ giả thú cũng ông kén đến Garilla bên cạnh. Trong tù trưởng tìm được thân ưng nữ vương, những này Happy mới gia nhập không lâu, các nàng liền đã cùng đi trôn kinh lịch rất nhiều chiến đấu, hiện tại này lại là phát hiện giai đoạn sau cùng khảo nghiệm. Edana, để ngươi bộ hạ cũng tiến công. Edana một mực tại trốn tránh trong tù trưởng, cái này khiến ca giết rất khó chịu, nhưng nên quan tâm vẫn là đến quan tâm. Mình chú ý an toàn. Nhìn thấy trong tù trưởng ánh mắt chuyển hướng mình, Kigisang không ở hướng về sau co lại. Ngươi mã. Tới. Hừ, tiểu Gobin, ngươi làm những cái kia thuốc nổ ta vì cái gì không có nghe được vang động. Ha ha, ca giết tù trưởng, ta còn chưa kịp tới dẫn bạo. Rất tốt, ta hiện tại liền muốn nghe được những cái kia tiếng nổ. Nơi này cách lấy đầu kia to lớn giả thú vẫn còn tương đối xa, ta muốn tới gần điểm mới có thể dẫn bạo. Vậy liền cho ta tới gần chút nữa. Yên tâm đi, ca giết tù trưởng, ta sẽ ra tay. Tốt nhất là dạng này khi ghi xăng, chỉ muốn muốn lấy được hồi báo mà không muốn nỗ lực, ngươi cũng hẳn là biết thiên hạ không có chuyện tốt như vậy. Trong tù trưởng ngữ khí rất là không kiên nhẫn, chờ mong biểu hiện của ngươi. Muốn chia trang bị, vậy phải xem ngươi JKP nói chuyện. Quần chúng ánh mắt như thế nào ta không biết, dù sao con mắt của ta là sáng như tuyết. Garilla xác thực cường đại, thế nhưng lại bị trong tù trưởng âm hiểm tính kế. Rắn độc chi thần Hesi. Đây là một tên khác cường đại Achi Lo bán thần, nọc độc của nó cũng không đơn giản như vậy. Ừm. Trong tù trưởng phát hiện Garila đang từ từ lui ra phía sau, nó hẳn là cũng cảm thấy tình huống không ổn. Hư. Muốn chạy trốn? Ngươi trốn nơi nào? Bất quá cũng không thể để đầu này nhiều mặt trắng trở lại ao nước, vạn nhất đem thần thánh thủy trì ô nhiễm, chúng ta đoạt lại còn phải nghĩ biện pháp tịnh hóa. Ngăn lại nó ca giết vứt xuống Gobin, hắn hét lớn một tiếng, đưa trong tay kia ám ảnh chi kích dùng sức hướng Garilla ném đi, anh Dũng ném mạnh. Hexi nọc độc thật rất hữu dụng, nó nghiêm trọng suy yếu Achi lo thủy thần thực lực. Ám ảnh chi kích như thiểm điện ném ra, Garilla căn bản không kịp tránh né. Ngao nương theo lấy một tiếng rú thảm, tam xoa kích đâm thật sâu vào Garilla cái cổ, phía trên kia nồng đậm bóng đen nguyên tố cũng mang cho nó thương tổn cực lớn rống nhiều mặt trắng phẫn nộ gầm thét, nó nhận ra ca giết, chính là cái này gia họa trước hết nhất tổn thương đến nó. Garilla phấn khởi dư lực, hướng về trung tù trưởng xông lại, nhiều mặt trắng cái kia khổng lồ thân thể một đường đụng bay chặn đường nó tất cả sinh vật. Hoa a, à, Kigisang, ngươi không đi qua, nhìn, Garilla đến đây. Tiểu Gobin lúc đầu muốn chạy, nhìn thấy ca giết ánh mắt lóe lên nguy hiểm ánh mắt, hắn khẽ cắn môi lưu lại. Đáng chết! chạy trốn khẳng định sẽ bị cái này trung tên điên giết. Kigisan móc ra hắn bạo tạc điều khiển trang bị, âm thầm hướng về một ít không đáng tin cậy thần linh cầu nguyện. Nhanh lên, Kigisan, Garilla đến đây. Trong tù trưởng gào thét lớn nhắc nhở Gobin, lại không nghĩ Kigisan trong lòng hoảng hốt tay run một cái, vậy mà đưa trong tay khống chế trang bị rơi xuống đất. Ngươi mã. Ngu xuẩn. Ca giết gào thét lớn, giơ cao lên cánh tay phải, trong tay hắn trống rỗng xuất hiện một thanh tam xoa kích, đồng dạng là hắc long công chúa trân tạng, lôi đình chi kích. Đi chết đi. Garilla. Vỡ vụn ném mạnh. Không ổn. Tù trưởng. Ca giết tù trưởng. Trong tù trưởng ném ra một cái khác tam xoa kích cũng không thể ngăn cản Garilla va chạm, nhiều mặt trắng đã tiếp cận ca giết. Tới đi. Rống to một tiếng, trong kích hoạt lên thiên thần hạ phàm, Đối mặt với Garilla cực tốc cắn xé đầu lâu, ca giết cấp tốc chống đỡ. Tù trưởng. Trông gào thét lớn, hướng phía Garilla không muốn mạng công kích, nếu như Sa nộ tù trưởng chết rồi, bọn hắn xử lý Garilla lại có ý nghĩa gì? xăng, nhanh. Sau khi biến thân trong đau khổ đứng vững nhiều mặt trắng cắn xé, tiểu Gobin rốt cục khắc phục sợ hãi trong lòng, hắn một cái té nhào vào điều khiển trang bị bên trên, đi chết đi. Gobin ngắn mũi tay nhỏ dùng sức vỗ xuống trang bị bên trên đột xuất cái nút. Cổ lão Achi lo thần linh tướng lĩnh hơi đến Gobin kia bạo tạc nghệ thuật. Offline mừng sinh nhật tàn thư viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 69 Achi lo chương cuối Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 69 Achi lo chương cuối Garilla tình huống bây giờ rất tồi tệ, một cái đầu lâu đã bị phế sạch, lại thân trúng trắng độc chi thần kịch độc. Garilla không có trốn, cũng không có chỗ có thể trốn. Mà lại Achi lo thần linh có thể nói là bất tử tồn tại, coi như bị giết, bọn chúng cũng có thể tìm cơ hội phục sinh. Garilla không sợ hãi. Tên này Achi lo bán thần tự như phát điên phóng tới ca giết, chính là sa nộ tù trưởng hèn hạ đánh lén nó tù trưởng. Ca giết tù trưởng. Sa nộ trôn bối rối xung kích nhiều mặt trắng, muốn cứu viện trong tù trưởng. Happy, ưng thân nữ yêu, càng là từ không trung không muốn sống bay nhào hướng Garilla. Ca giết nếu như bị xử lý, bọn hắn cũng không phải là phe thắng lợi. Trong tù trưởng hiện tại tình hình rất nguy cấp, nhiều mặt trắng đã điên cuồng bạo nộ rồi, Garilla còn lại hai cái đầu không ngừng công hướng ca giết sau khi biến thân trung tù trưởng cũng chỉ có là đau khổ chống đỡ lấy. Ngươi mã. Tàn huyết A Chi Lo đều mạnh như vậy. Muốn chết, muốn chết. h -e Ngay tại trung tù trưởng chân tay lúng cuốn lúc, Kiki Ghi Săn rốt cục khắc phục sợ hãi trong lòng, đi chết đi. Rống to một tiếng, Gobin nhấn xuống bạo tạc khống chế cái nút. Cảm giác muốn xong, ca giết chính là bối rối không chịu nổi, trên thân áp lực buông lỏng, chỉ cảm thấy Garilla động tác dừng lại. Cơ hội tốt. Trong tù trưởng nhanh chóng lùi về phía sau. Nhiều mặt trắng phần bụng truyền đến vài tiếng trầm đục, nó điên cuồng gào thét, tựa hồ gặp to lớn thương tích, nó cái kia khổng lồ thân thể kịch liệt dãy dụ dãy dụa. Đây là... Goblin thuốc nổ. Rất tốt. Làm không tệ. Ca giết thuận lợi trốn qua một kiếp, miễn ở tán thân nhiều mặt trắng miệng vận rủi. Trong tù trưởng ngẩng đầu nhìn lại, vũ khí của hắn đều khảm nạm đâm sâu tại Garilla thân thể cao lớn bên trên. Tiên si giả Trong hai chân có chút trầm xuống, dùng sức dậm chân, hắn nhảy lên thật cao, giãn ra ra hai tay một mực cầm sa nộ thần kiếm. Anh Dũng bay vọt. Cho ta xuống tới. Ca giết toàn thân ma lực đột nhiên tuôn hướng tiên si giả, kích phát thần kiếm bên trên bóng đen nguyên tố. Bành cuồng mảnh bóng đen ma lực bộc phát ra, đèm Garilla không có sinh tức đầu lâu trực tiếp nổ tung, su xét chi nộ. Trong tù trưởng rốt cục rút ra tiên si giả. Garilla còn tại không ngừng vặn vẹo dãy dùa, so với đầu lâu gặp lại một lần trọng thương, ổ bụng bên trong bạo tạc càng thêm để nó kịch liệt đau nhức khó nhìn. Ngao nhiều mặt xà thể bên trong bạo tạc tựa hồ dựng lại, Garilla lại để mắt tới ca giết. Hừ, hiện tại tiên si giả nơi tay, ta cũng không phải hai tay trống trơn. Đến A, ngu xuẩn giả thú. Mắt thấy Garilla song đầu lại hướng mình cắn xé tới, trong tù trưởng cầm chặt trong tay thần kiếm, thân thể của hắn cực tốc xoay tròn, mang theo su xét sắc bén thần kiếm nổi lên trận trận kiếm quang lưỡi kiếm tem thét. Rống, Garilla nhưng cầm cái này xoay tròn lưỡi kiếm con quay không có biện pháp quá tốt, su xét sắc bén thần kiếm mang cho nó nguy hiểm xúc cảm, nhiều mặt trắng không ở lui lại tránh né. Bạo lực lông, thánh giáp trùng, khô lâu, đất các thằng lặng đều ông kén đi lên, bọn chúng tránh đi trôn tù trưởng lưỡi kiếm Tempest, nhào về phía Garilla, xé rách lên Achi lo bán thần thân thể. Hít thậm chí triệu hoán ra mấy đầu đất các trắng độc, đây là trắng độc chi thần dòng giỏi. Garilla hai đầu nhỏ chân ngắn bỗng nhiên đạp lên mặt đất, một đạo mảnh liệt sóng chấn động đem vây hướng nó trôn cùng các loại giả thú hết thảy tung bay. Lại là Garilla mảnh kích. Hesi dòng giỏi. Trong tù trưởng lưỡi kiếm tem thét đã ngừng lại, hắn đang muốn lần nữa công hướng Garilla, liền nghe đến đầu này nhiều mặt trắng gầm thét. Ngươi mã! Đầu này giả thú cũng biết nói. Là, Garilla thế nhưng là Achi lo thần linh, biết nói chuyện cũng tại lẽ thường bên trong. He trong cơ thể ta kịch độc cũng là bút tích của ngươi. Ngươi vậy mà tính toán ta. Garilla hai cái đầu bên trên bốn con mắt gắt gao tiếp cận kia bốn cái đất cát trắng độc, nó rốt cục minh bạch tình huống hiện tại. Những phàm nhân này cùng một cái khác a chi lo thần linh cấu kết cùng một chỗ, nó nguy hiểm. Nói nhảm quá nhiều. Các chiến sĩ, xử lý nó. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Sa nộ trôn cũng sẽ không lưu thủ. Không để ý đến thân thể gặp công kích, phẫn nộ Garilla kia hai cái đầu như thiểm điện nhô ra, bỗng nhiên cắn không tránh kịp đất cát trắng độc. Răng rắc, răng rắc hai tiếng giòn vang, Hai cái này Hexi dòng dõi trực tiếp thanh lý. Dết ngươi. Hít bạo nộ rồi. Vốn là muốn nhiều chuẩn bị GPS, lại không nghĩ một cái liền tổn thất hai cái xà thần dòng dõi. Không thể tha thứ. Không chỉ là ca giết sẽ biến thân, rắn độc chi thần Hexi cao dai tế sư cũng biết. Rống to một tiếng, hít thân thể tăng vọt, hắn biến thành to lớn đất cát trắng độc, đây là si chúc phúc. Ngươi mã lão tử chán ghét những cái kia rắn độc. Người xuyên Việt rất sợ rắn, những này mềm hồ hồ lãnh huyết loại bò sát không có nhiều ít người thích. Rắn độc chi thần tế sư. Hoài ca vơn những cái kia răng nanh đờ ruôi tự hồ cũng chính là kinh khủng như vậy bộ dáng. Garilla đã bị rắn độc chi thần dòng dõi cùng tế sư hấp dẫn cừu hận, ca giết hiện tại có thể nhẹ nhõm thêm vui sướng chuyển vận. Không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây, cẩn thận sau lưng lại là một cái cú sốc, ca giết nhảy lên thật cao, trong tay cự kiếm hướng về Garilla hung hăng chém tới, chém giết. Đi chết đi. Chém giết. Mặc dù không có một kích mất mạng. Trong tù trưởng cường lực trảm kích cũng đem Garila một cái đầu lâu hung hăng gọt bay. Viên thứ hai. Ngao, nhiều mặt trắng chỉ có một viên đầu, nó kịch liệt dãy dụ vặn vẹo, thân thể cao lớn đem rất nhiều trôn cùng các loại sinh vật cuốn vào dưới thân thể mặt trôn chiến sĩ mau lui xuống. Garilla đã không có khả năng sống, hiện tại chỉ cần lạnh lùng đứng ngoài quan sát thỉnh thoảng đến hai lần liền có thể đưa nó mài chết ở chỗ này. Trong tù trưởng cũng không muốn muốn thuộc hạ của mình nỗ lực quá nhiều thương vong. Fonseca, để ngươi côn trùng lên. Tuẫn giáo người nhận được mệnh lệnh, chỉ huy hắn thánh giáp trùng không muốn sống xung kích Garilla. Rất tốt. Trong tù trưởng đối cái này sa nộ vong hồn biểu hiện rất hài lòng, hắn tiếp xuống lại nhìn chầm chầm về phía một phương khác trong vu y. Dù mù la nờ mồ hôi lạnh ứa ra, vì biểu hiện, thay đổi xa nộ tù trưởng đối với hắn không hảo cảm quan, vu y không ở thôi động ma pháp, hắn khô lâu vong linh cũng thẳng tắp nhào về phía vùng vẫy dãy chết lo. Tốt! Garilla dãy dù phản kháng càng ngày càng yếu ớt, nó đã đến nỏ mạnh hết đà. Giết nó! Garilla không được! Xử lý Garilla! làm thịt nó. Cuối cùng một tia máu. Hắc, xem ta. Trong tù trưởng nhắm ngay sắp chết giả thú, hắn đã chuẩn bị xong cuối cùng này một kích. Ca giết kế hoạch muốn đem trong tay tiên si giả ném ra, anh Dũng ném mạnh sẽ là một cái hoàng mỹ thu hoạch. Ngao, Garilla không cam lòng gào thét, tử vong của nó đã không thể tránh né. Bạnh, một tiếng vang giòn, nhiều mặt trắng cái kia khổng lồ thân thể ầm vang ngã xuống đất. Nó xong. Ngươi mã. Ai làm? Trong tù trưởng bạo trừng mắt hai mắt, trong tay hắn sa nộ thần kiếm còn không có ném ra đi, bị cướp đầu người rồi. Ha ha, chúng ta làm được. Ha ha, rốt cục thắng lợi. A, à, thắng lợi thuộc về chúng ta. Trong đều nhảy cẩn hoang hô, bọn hắn làm được trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Sa nộ bộ tộc hoàn thành đồ thần hành động vĩ đại. Ha 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 ha, là ta xử lý. Kiki phát phách lối tiếng cùng tiếu thậm chí vượt trên trôn treo hò. Ta xử lý cái này cường đại giả thú. Hoa ha 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 ha. Ca giết đối tên lùn này rất khó chịu, dám đoạt ca đầu người. Gobin trong tay bắt lấy một mồi lửa súng, đứng lặng ở bên cạnh, mấy cái Gobin mùi tử thét chói tai vang lên nhạo về phía hắn. Theo các nàng, đúng là Kigi sang sau cùng bổ đao. Thật hắn meo không tệ cái này tiểu Gobin vận khí thật đúng là nghịch thiên. Nhiều người như vậy cũng có thể cầm tới đầu người. Ai, chính mình mệt mỏi chết việc cực điên cuồng chuyển vận, lại chỉ hỗn đến một cái trợ công. Đơn giản không có thiên lý. Tất cả mọi người đang cuồng hống, phát tiết kích động trong lòng cùng hưng phấn. Càng thêm hưng phấn là những giả thú kia cùng côn trùng. Phơ đăng, đem những cái kia bạo lực lông dẫn đi. An tu xua, bao ở ngươi thằng lằng. Fonseca, đem côn trùng đều mang đi. Garila thế nhưng là Achi lo thần linh, huyết nhục của nó đối với mấy cái này giả thú là trí mạng dụ hoặc. Vu Mulaner, đúng vậy, tù trưởng. Nghe được trong tù trưởng gọi, trong vu y trong lòng máy đồng. Mang vu y cứu chữa thương binh. Vu y nhấc lên tâm rốt cục buông xuống, ca giết đối với hắn coi như hài lòng, cũng không chuẩn bị hướng hắn động thủ. Dù Mù tại chiến đấu nửa đoạn sau biểu hiện rất tốt, Sa Nộ tù trưởng sẽ tiếp tục tín nhiệm hắn. Dê Elit, Hít, Sơ Thúc, các ngươi quét dọn chiến trường, Garilla thân thể phải thật tốt xử lý. Ba cái trôn đều ứng thanh mà đi, Achi lo thần linh huyết nhục chính là một bảo tàng khổng lồ. Welisa, bảo vệ tốt thần thánh thủy trì, nhìn xem ao nước có hay không bị ô nhiễm. Cuối cùng, giết đón nhận các hành giả xua ánh mắt có chút gật gật đầu. Tại hắn đi xa lúc, trong tù trưởng từng yêu cầu các hành giả nghiên cứu những cái kia cổ lão sa nộ trong phiến đá. Ca giết tin tưởng, xua đã nắm giữ những cái kia cổ lão thần bí tri thức, cũng chuẩn bị kỹ càng. Hắn muốn đoạt lấy Garilla lực lượng. Những người còn lại, duy trì tốt trật tự. Náo động lắng lại, cần mau chóng đem những cái kia trung bình dân tiếp trở về. Ta đây. Ta đây. Tiểu Goblin ngăn cản Ca giết, hắn muốn chỗ tốt rồi. Ca giết tù trưởng, ta cũng giúp không nhỏ. Trong tù trưởng rất là khó chịu trước mắt Goblin. săn đoạt Garila đầu người, bởi vì trong chiến đấu anh dũng biểu hiện, Tiểu Goblin rất là thụ Goblin mùi tử hoan nghênh truy phủng. Có thể khẳng định là trong những ngày kế tiếp săn có thể cầm súng mấy cái Goblin mùi tử. Người hắn mèo mới là nhân vật chính a, Kigisang ngươi đơn giản chính là nhân sinh người thắng lớn a ngẫm lại mình ca giết cảm thấy thật sự là khó chịu edana một mực tại trốn tránh mình ta thề tha cũng không bị trôn thuộc hạ tiếp nhận làm trôn tù trưởng bọn hắn cho rằng ca giết hẳn là tìm trôn mùi tử sinh cái trôn con non người xuyên việt mới không muốn dạng này hắn đối trôn mùi tử không thích những cái kia thánh giáp trùng bị xử lý rất nhiều đi đem trùng xác lột bỏ đến sẽ rất đáng tiền nói đến tiền, Gobin liền không lại dây dưa ca giết. Trong tù trưởng tâm tư đã không ở nơi này chiến đấu, hắn không kịp chờ đợi muốn đoạt lấy Garilla lực lượng cho mình dùng. Offline mừng sinh nhật tàn thư viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 70 Vu độc nghi thức Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 70 vu độc nghi thức ca giết chưa có trở lại hắn tại dung pha rắc tù trưởng vương tọa, trông đi thẳng tới rời xa thành thị một chỗ trong sơn cốc. Gobin Zeppelin, địa tinh phi thuyền, liền dựng sát ở nơi này, sơn cốc này lúc trước An Tu Su thuần dưỡng đất các thằng làng xào huyệt. Sa nộ bộ tộc đã thành công xử lý Garilla, bất quá đây mới là trông tù trưởng kế hoạch một bộ phận. Người xuyên Việt biết, ở xa bắc cảnh nó thân đại lục dung rắc bên trong, nơi đó đạt đến Kalistron sẽ trực tiếp bóc ra những cái kia động vật thần linh lực lượng. Ca giết sẽ làm theo những cái kia băng tuyết trôn, Garilla lực lượng sẽ thuộc về hắn. Vì tranh đoạt sa nộ bộ tộc Phai, rắn độc chi thần Hesi sẽ ra tay đối phó Garilla, nó đứng ở trung phương này. Nhưng trong tù trưởng không dám khẳng định, nếu như Hesi biết hắn muốn đoạt lấy Achilo thần linh lực lượng, rắn độc chi thần vẫn sẽ hay không tiếp tục đứng ở bên phía hắn, con độc xà kia sẽ hay không có khác phản ứng. Để Edana Happy, ưng thân nữ yêu, lên không, trong tù trưởng yêu cầu các nàng toàn lực phong tỏa ngăn cản toàn bộ trên sơn cốc không. Các hành giả xua, bộ phong giả Basila, hai cái này trông là ca giết hiện tại coi trọng nhất. Hiện tại bọn hắn liền ở cùng nhau thương nghị ca giết cùng vòng kế hoạch. Tù trưởng, ta đã góp nhặt dung pha rắc bên trong tất cả trong phiến đá. Phía trên kia xác thực cũng có ghi chép như thế cấm kỵ tri thức. Su biết hắn tù trưởng muốn cái gì, ca giết mới giết chết Garila liền vội vàng triệu kiến hắn. Trong tù trưởng đối Achi lo thần linh lực lượng cường đại đã sớm thèm nhỏ giải không thôi. Rất tốt, Su, làm tốt lắm. Ta nghĩ ngươi đem những cái kia chỉnh lý qua đi tri thức cũng cùng Basila chia sẻ. Ngươi sẽ cần một chút giúp đỡ. Tù trưởng, hắn các hành giả trong giọng nói có chút bận tâm, dù sao Basila với hắn mà nói thế nhưng là không chọn không giữ người xa lạ. Ca giết biết xua đang lo lắng cái gì? Các ngươi biết nhau dưới, xua, Basila, ta tiếp xuống mưu đồ cần hai người các ngươi dốc sức hiệp trợ. Nghĩ đến chiến đấu bên trong Du Mu một chút biểu hiện, trong vu y rõ ràng có mình tiểu tâm tư. Hừ, Du Mu không thể tín nhiệm, chỉ ít hiện tại ta còn không cách nào chân chính tín nhiệm hắn bóng đen tế sư sơ thúc ta cũng không phải rất quen rắn độc chi thần he tế sư hít càng thêm cần phòng bị xua basila ta cũng chỉ có thể nể trọng các ngươi đúng Esin sara suýt nữa quên mất ngươi ngươi cũng cùng xua bọn hắn cùng một chỗ hiệp trợ ta còn có ở xa Angelu kulimu các ngươi sẽ là ta trọng yếu giúp đỡ trong tù trưởng trong tay có thể đem ra được người thi pháp giống như cũng liền mấy cái này ta nhất định sẽ đem hết toàn lực hiệp trợ xua, ta sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngài, tù trưởng. Esin Sara rất là kích động, hắn không nghĩ tới sa nộ tù trưởng sẽ đem hắn cũng đặt vào đến bí mật này trong kế hoạch. Gọi sa giả liên tục không ngừng biểu đạt mình đối ca giết trung thành. À, đương nhiên, chúng ta cùng một chỗ trải qua nhiều như vậy, người đáng giá tín nhiệm của ta. Trong tù trưởng quay đầu, bên cạnh những này tất cả trôn cũng đều là tâm phúc của hắn. Okian, Klakilak, các ngươi dẫn người phong tỏa sơn cốc, mặc kệ bất luận kẻ nào không cho phép tới gần. Xua, Basila cùng Esin Sara đã cẩn thận đọc sa nộ phiến đá, bọn hắn đã làm tốt liễu nghi thức chuẩn bị. Hết thảy đều đã an bài tốt, về Elit, ta hiện tại liền đợi đến ngươi đến nhanh một chút. Trong tù trưởng không phải mong mỏi dê Elit, hắn là vội vàng mong mỏi trôn sẽ mang đến Garilla trái tim, kia là Achi lo thủy thần lực lượng cường đại nguồn suối trong tù trưởng đã đợi rất không kiên nhẫn được nữa, hắn muốn phái ra thủ hạ đi thúc giục dê Elit, lại sợ bị khác trong phát giác hắn vội vàng từ đó biết được hắn mưu đồ. Ca giết không muốn sinh thêm sự cố. Thời gian từng giờ trôi qua, Happy, ưng thân nữ yêu, sa nộ trông không ngừng dò xét toàn bộ sơn cốc, ca giết tâm tình dần dần trở nên vội vàng sao động. Tù trưởng, trong tù trưởng nghe thủ hạ báo cáo, hắn một cái lao ra, chuyện gì? Về Elite tới rồi sao? tù trưởng, là ta. Tin tức tốt, trông mang đến Garilla trái tim, đây là Achi lo bán thần lực lượng cường đại nguồn suối, thậm chí trông có thể phát giác được trái tim kia mấy không thể gặp yếu ớt nhảy lên. Tốt. Xua, sure, bắt đầu đi. Trông tù trưởng trái tim ngăn không được nhảy lên, đây là kích động nhất lòng người thời khắc. Các ngươi còn lại tất cả mọi người bảo vệ chặt ở sơn cốc, ta không hy vọng có bất kỳ người tới quấy rầy. Vâng. Tu trưởng, tu trưởng, ca giết nhíu mày nhìn lại, là dê eo liếc. Ừ. Những cái kia vu y cùng tế sư, bọn hắn đã phân chia hết Garila tất cả con mắt, răng còn có lân giáp của nó, cái này muốn hay không đi để bọn hắn phun ra. Hừ, trước hết để cho bọn hắn cầm đi đi. Ta đã có Garila trân quý nhất trọng yếu nhất trái tim, A-chi lo thần linh lực lượng sẽ là ta. Này chút ít không đáng nói đến đồ vật nhường cho bọn họ lại như thế nào. Thế nhưng là, tù trưởng. Không có thế nhưng là, về Eulid, hiện tại nhiệm vụ của các ngươi chính là giữ vững sơn cốc, đừng cho bất luận kẻ nào nhiễu loạn ta nghi thức. À, thế giới này đối ta không có bí mật gì để nói. Ta hiểu rõ rất nhiều trân quý bảo tàng cùng cường đại vũ khí giấu ở thế giới các nơi. Các ngươi làm ta trung thực thuộc hạ ta à, sẽ để cho các ngươi có được những cái kia cường đại trang bị. Ca giết an ủi dê Elit, đây cũng là hướng tất cả thuộc hạ hứa hẹn, thậm chí, ta sẽ để cho các ngươi có được những cái kia cường đại thần khí. Thần khí? Tự như là tiên sĩ giả đồng dạng thần khí sao? Không để ý tới thủ hạ trôn sợ hãi tháng phục, ca giết vung tay lên. Bắt đầu đi. Khi ghi xăng hiện tại là Xuân Phong đắc ý, kia chiếc phi thuyền tại tên của hắn dưới, trong tù trưởng hứa hẹn qua hắn tại chính quan viên cũng sẽ không quá xa. Mấy cái này Gobin mùi tử cũng đều là thuộc hạ của hắn, nghĩ đến Gobin mùi tử nhìn chầm chằm hắn ánh mắt sùng bái, kỳ ghi xăng toàn thân liền lân lân. Hiện tại mảnh này đất các bên trên tất cả đều là những cái kia chết mất thánh giáp trùng, xác thực như là ca giết nói, thánh giáp trùng xác rất xinh đẹp, sẽ có người nguyện ý ra giá tiền rất lớn đạt được nó. Gobin cảm giác liên tục không ngừng tài phú tại hướng hắn ngoắt khi ghi săn muốn phát. Nhanh lên, những này thánh giáp trùng sát sẽ giá trị thật nhiều tiền, đều cho ta nhanh lên. Khi ghi săn không ở thúc dục thủ hạ Gobin mũi tử, mình lại tại một bên là hét không động thủ hỗ trợ. Ân, ừ, rất có lãnh đạo phong phạm, tuyệt không thương hương tiết ngọc. Ngẫm lại, mũi tử, các ngươi toàn thân trên dưới đều có thể treo đầy những cái kia quý báu châu báu đồ trang sức. Không cần phải sợ không có tiền, các ngươi chỉ cần lo lắng những cái kia sáng long lanh châu báu có thể hay không chói mắt. Khi ghi xăng để tất cả goblin mùi tử đều hô hấp dồn dập, động tác trong tay nhanh hơn mấy phần. Ha ha, Khi ghi xăng thuyền trưởng. Goblin thế nhưng là bên ngoài phi thuyền người sở hữu. Ừm. Có thể hay không để những cái kia trôn hỗ trợ a, à, chúng ta mấy người này muốn làm thật lâu. Ngươi không phải cái này bộ tộc tài chính quan viên sao? Rất đáng tiếc tạm thời còn không phải. Gobin ngữ khí có chút thất lạc. Hiện tại không có trôn sẽ nghe ta. Vậy đi tìm ca giết tù trưởng đi, để hắn hạ mệnh lệnh gọi những này trôn nghe người phân phó. Dù sao những này thánh giáp trùng sát cũng là hắn tài sản. Ý kiến hay. Rất đáng tiếc, Gobin thậm chí đều không thể nhìn thấy sa nộ tù trưởng liền bị ngăn lại. Dừng lại, tiểu Gobin, nơi này hiện tại phong tỏa, bất luận kẻ nào không cho phép vào nhập. Ta muốn gặp ca giết tù trưởng, ta có chuyện rất trọng yếu. Khi sang muốn xông vào, lại trực tiếp bị Klakilak ngăn cản. Trong cùng Gobin xem như tương đối quen thuộc. Ha ha, Kigisan. Klakilak đem Gobin kéo đến một bên, hảo tâm nhắc nhở ngươi, bây giờ rời đi đi. Tù trưởng hạ tử mệnh lệnh, nếu có người không nghe khuyên ngăn, thủ vệ có thể trực tiếp giết người. Gobin cũng đã nhận ra trong thủ vệ trận trận sát ý, trên bầu trời là những cái kia happy, ưng thân nữ yêu, không ngừng tuần sát, như thế lớn chiến trận. À, Klaquilac, ca giết tù trưởng tại bí mật làm thứ gì? Không thể nói cho ngươi. Rất nhanh ngươi liền sẽ biết đến. Tại sâu trong thung lũng trong sơn động, nơi này từng là An Tu Xua Sào Huyệt. Hang động chỗ sâu, trưng bày rất nhiều cổ lão sa nộ phiến đá, trên mặt đất là các hành giả xua, bộ phong giả Basila còn có gọi sa giả Esin Sara ba người khắc họa vu độc nghi thức pháp trận. Trong tù trưởng liền đứng tại kia huyền ảo, thần bí, quỷ dị vu độc pháp trận bên trên, trước mặt của hắn lơ lửng một viên có chút khiêu động to lớn trái tim. Ba cái trong người thi pháp chính dẫn dắt đến một cái thần bí nghi thức, bọn hắn hợp lực đem trái tim kia bên trong lực lượng dẫn đạo ra, đưa nó rót vào sa nộ tù trưởng thể nội. Trong tại đoạt lấy Garilla lực lượng, su ba người đang kéo dài dẫn dắt đến nghi thức tiến hành, mà ca giết ý thức lại đi tới một cái mờ mịt giam cầm không gian bên trong. Hả? Cái này rất như là ê triệu kiến lúc quan cảnh, trong tù trưởng cao mày, thế nhưng là nơi này lại không có loại kia có thể trấn an lòng người bình thản lực lượng, chỉ có cùng bạo tàn ngược sát lục khí tức vần quanh. Hừ. Ra đi, không muốn giả thần giả quỷ. Ha ha, ngươi rất có ý tứ, trôn, ngươi vậy mà sẽ không sợ sệt trong trước mặt dần dần nổi lên một cái thân ảnh khổng lồ rắn ba đầu a à, garilla rất đáng tiếc một cái hư giả huyễn tượng nhưng hù không ở ta biết ngươi đang làm cái gì sao trôn đương nhiên ta rất rõ ràng không phải cũng là cảm thấy mình lực lượng tại bị chậm rãi tước đoạt ngươi mới có thể vội vội vàng vàng xuất hiện sao ta chưa hề biết vĩ đại a chi lo thần linh sẽ đối với nhỏ bé phạm nhân như thế hòa ái dễ gần trong tù trưởng mặt mũi tràn đầy phong khinh vân đạm, Garilla lại sẽ không như thế nhẹ nhõm. Ngươi đây là tại khinh nhân thần linh. Trông, Hesi giúp ngươi, nhưng nó cũng sẽ không dễ dàng tha thứ nhỏ bé phạm nhân đối thần linh khinh nhân. Nhiều mặt trắng hướng phía trông tức giận gầm rú, theo thời gian trôi qua, Garilla huyển tượng biến càng ngày càng hư ảo, nó sắp bị trông cướp đoạt nó tất cả lực lượng. Hừ, biết không? Garilla, Ngươi chính là ta phát hiện giai đoạn mục tiêu tốt nhất. Một cái đầu nhập vào tà ác cổ thần Achi-lo, coi như ta xử lý ngươi, những cái kia động vật chi linh cũng chỉ sẽ là có chút phê bình kín đáo. Liền xem như thế giới này ý chí thể hiện, nguyệt thần Elun cũng sẽ không trách cứ ta cái gì. Trong tù trưởng lời nói ở giữa trang đầy đắc chí vừa lòng, đây hết thảy đều trong kế hoạch của hắn. Ta đây chẳng qua là đang loại trừ tà ác, a, à, Garila xử lý tà ác thần linh, ta thế nhưng là đứng ở chính nghĩa một phương. Ngu xuẩn, ngươi không biết ngươi đối kháng chính là cái gì? Ha ha, cổ thần, ta biết rất rõ ràng, ngươi thế nhưng là cổ thần sủng vật, Garilla. Mau dừng tay. Tất cả bán thần đều sẽ biết sự cuồng vọng của ngươi hành vi. Nhiều mặt trắng huyễn tượng đã nhanh muốn tiêu tán, lực lượng của nó đã bị ca giết cướp đoạt hơn phân nữa. Ta cũng sẽ không dừng lại, Garilla, lực lượng của ngươi cũng không tệ qua tặng. Yên tâm đi, ta sẽ không ngốc đến mức đi làm tức giận tất cả động vật chi linh, lo lắng của ngươi không hề có đạo lý. Không, không, không. Garilla huyễn tượng rốt cục tiêu tán không còn, chỉ có nó không cam lòng gầm thét còn vần quanh tại cái này giam cầm không gian bên trong. Vu độc nghi thức xong thành, hiện tại, A Chi lo thủy thần lực lượng cường đại về ca giết tất cả. Offline mừng sinh nhật tàn thư viện bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video